trong phòng diễn ra một buổi phỏng vấn cho vị trí lễ tân khách sạn, nhưng không ngờ người phỏng vấn với vẻ ngoài đạo mạo này lại chính là một tên dê già bại hoại. Ba người cùng đến phỏng vấn, nhưng có thể thấy Mizi là cô nàng có vẻ ngoài nổi bật nhất. Tên cặn bã kia sao có thể bỏ qua một cô nàng xinh đẹp như thế? Khi ba người phỏng vấn thất bại rời đi, bỗng hắn ta gọi Mizi lại. Cô vốn tưởng mình đã phỏng vấn thành công, không ngờ ông ta đưa tài liệu cho trợ lý. Đợi anh ta bước ra ngoài, ông ta liền đứng dậy đi ra khóa cửa phòng lại, sau đó tiến về phía Mizi. Ông ta bảo cô xoay một vòng, còn đụng chạm khiến Mizi vô cùng chán ghét. Thấy người phụ nữ này không phối hợp, ông ta uy hiếp nói nếu như cô ấy muốn có công việc, thì phải hạ thấp lòng tự trọng một chút. Nhưng ông ta không biết rằng cô chính là người đã dùng hết sức lực, cố gắng thoát ra cuộc sống nhơ nhốt trước đây, nên đã dùng tất cả sức lực để thoát ra. Người đàn ông phẫn nộ muốn ra tay đánh người nhưng lại bị Mizi một đường ấn xuống. Cô không ngừng chửi mắng loại đàn ông như ông ta. Cô kích động như vậy, tất cả là đều bởi vì cô thường xuyên gặp phải những loại người cặn bã như này. Từ khi còn nhỏ thì cô đã bị bố mẹ của mình tàn nhẫn bỏ rơi. Có một người bố nợ nần nên cô chỉ có thể đến cô nhi viện. Tuy nhiên, cô lại thường xuyên bị những người bạn ở cô nhi viện bắt nạt. Sau đó, cô được một người xa lạ nhận nuôi dưỡng, nhưng người bố dưỡng lại là người ham mê cờ bạc. Cũng vì vậy mà ông ta nợ một số tiền rất lớn, nên cô phải làm việc trong những quán bar ở Nhật Bản. Lúc đó cô mới chỉ 18 tuổi thôi. Theo quy định thì cô chỉ có thể ăn mặc hở hang rồi uống rượu với mấy lão già. Đối diện với cuộc sống bẩn thỉu như vậy nên mỗi lần cô đều uống say tới mức bất tỉnh nhân sự. Đến ngay cả người bạn thân cũng khuyên cô hãy giữ gìn sức khỏe nhưng cô lại muốn tiết kiệm đủ tiền. Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác cũng đã được mấy năm, cuối cùng cô cũng đã có thể thoát thân. Tuy nhiên, quá khứ đen tối của cô không thể nào dễ dàng bị rũ bỏ. Nhưng lúc nửa đêm không có ai thì cô dùng pháo giải từ bên trên lầu xuống bên dưới, cô lấy thêm một ngòi nổ rồi dùng điếu thuốc làm chất xúc tác. Sau đó, cô đi lên lầu, cầm toàn bộ số tiền bước vào gặp ông chủ, thành công lấy được hộ chiếu và hợp đồng của mình. Lúc này, tầng bên dưới cũng đã bắt đầu bị cháy. Mizi chế giễu vài câu rồi quay người bỏ đi. Tuy nhiên, ông chủ không muốn cô đi như vậy, biết không thể đánh lại được đối phương nên chỉ có thể giả vờ đồng ý. Vào lúc ông ta đang vô cùng hung dữ thì đột nhiên tầng bên trên xảy ra cháy lớn. Mizi nhân cơ hội vội vàng chạy khỏi hiện trường, nhưng tên chủ độc ác sao có thể để mất công cụ để kiếm tiền được, nên lập tức chạy đuổi theo. Vượt qua bao nhiêu con phố, cô liều mạng mà chạy. Cô thật sự rất muốn rũ bỏ cuộc sống hiện tại. Lúc chạy đến tàu điện ngầm, thì người bạn đã chuẩn bị vé xe và hành lý cho cô rồi. Cô nói cảm ơn rồi sau đó thì vẫy tay qua người chạy lên tàu điện ngầm, nhưng không ngờ ông ta cũng đã đuổi tới. Cũng may vào khoảnh khắc cuối cùng thì Mizi đã lên được tàu điện ngầm. Cuộc sống giống như địa ngục của cô cuối cùng cũng đã kết thúc. Vĩnh viễn cô sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa. Chớp mắt, cô đã từ Nhật Bản quay trở về Hàn Quốc, nhưng bởi vì không có quốc tịch Hàn Quốc, nên nhân viên công vụ nhắc nhở cô chỉ có thể ở đây trong thời gian ngắn, trừ khi có một công ty nhận cô làm nhân viên chính thức, còn nếu không thì cô sẽ bị đuổi đi. Vậy thì hãy tìm một nơi để ở trước, tới một khách sạn rẻ tiền. Khi cô kéo hành lý tìm kiếm số phòng, thì không ngờ lại bị một người đàn ông mở cửa đụng trúng dẫn đến việc trên người toàn là mì tôm. Người đàn ông thành tâm xin lỗi nhưng Mizi cũng không hề quan tâm. Khi cô cởi mũ xuống, thì người đàn ông đã bị cô thu hút khiến hai mắt tính chặt lấy cô không rời. Nhưng Mizi chỉ cảm thấy phiền phức bởi vì đối với cô mà nói, thì trên đời này không có một người đàn ông nào tốt cả. Cho dù người đàn ông thật lòng muốn giúp thì cô cũng không quan tâm mà trực tiếp bỏ đi. Tuy nhiên, cô không biết rằng đây chính là cuộc gặp gỡ định mệnh, mà người đàn ông này chính là người thừa kế của tập đoàn tài phiệt lớn nhất Hàn Quốc. Ngày hôm sau, cô dựa vào ký ức muốn đi tìm địa chỉ của người mẹ, nhưng nơi này đã sớm bị dỡ bỏ rồi. Cô chỉ có thể nhanh chóng đi tìm công việc chính thức. Mỗi ngày không phải đi tham gia phỏng vấn thì cô sẽ ở trên đường đi tìm việc. Tất cả sinh hoạt phí của cô đều dựa vào nghề rửa xe. Có một lần đến khách sạn tham gia phỏng vấn thì cả ba người cùng tham gia phỏng vấn. Những người phỏng vấn chỉ nhận hai cô gái kia. Tuy nhiên, ông ta lại cảm thấy hứng thú với cơ thể của Mizi. Sau đó là một màn ghê tởm ở đầu phim. Nghe thấy tiếng động khiến nhân viên bảo vệ lao vào bầu không khí trở nên vô cùng bối rối. Ông ta liền lập tức nói dối rằng Mizi vì muốn có được công việc nên cố tình dùng sắc đẹp để quyến rũ. Mizi tức giận không kiềm chế được, lập tức muốn cho ông ta biết thế nào là lễ độ nhưng lại bị bảo vệ ngăn lại. Quả nhiên là thế yếu luôn bị bắt nạt mà. Mizi có lý nhưng không thể nói, cô chỉ đành nhẫn nhịn rời đi. Đến nhà vệ sinh, cô uất ức bật khóc. Thế nhưng dù thực tế khó khăn đến như vậy, cô cũng tuyệt đối không bao giờ quay trở lại con đường đen tối đó. Sau khi rời khỏi khách sạn, trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn, cô vô cùng mệt mỏi, khó chịu. Lúc này cô muốn mượn cơn mưa này để rửa sạch nỗi buồn trong lòng. Hồng nhan mệnh khổ, ông trời thật muốn trêu đùa con người. Mizi xinh đẹp đi dưới mưa, thì bất ngờ một chiếc xe lao tới đúng lúc đâm phải Mizi. Người đàn ông xuống xe quan tâm cô nhưng lại bị cô đẩy ra ngoài. Trong lòng của cô nghĩ rằng trên đời này chả có một người đàn ông nào tốt cả. Vì vậy nên cô đã dùng mấy câu tiếng Nhật chửi mắng rồi bỏ đi.
Không ngờ vì được nghe chửi mà người đàn ông này liền bám theo cô không buông. Hóa ra ông ta là giám đốc của một khách sạn, bởi vì phải tiếp đón một vị khách quan trọng, mà mấy phút trước ông ta còn đau đầu muốn tìm một người phiên dịch tiếng Nhật. Bây giờ ông muốn Miji làm người phiên dịch tạm thời. Mới đầu Miji tưởng rằng người đàn ông thích sắc đẹp của mình. Nhưng sau khi người đàn ông 5 lần 7 lượt giải thích, thì Miji lúc này nửa tin nửa ngờ rồi đến công ty của anh ta. Nhìn thấy những tờ báo trên tường lại nhìn thấy bàn làm việc sắp xếp vô cùng ngăn nắp, thì Miji cũng dần dần loại bỏ sự phòng ngự với người đàn ông. Hai người họ nói chuyện về công việc. Người đàn ông muốn mời cô làm việc ở đây mấy ngày. Điều này khiến cô đột nhiên mất hứng, bởi vì cô muốn có một công việc chính thức để ở lại Hàn Quốc. Sau khi biết yêu cầu của Miji thì người đàn ông cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng dù gì thì khách sạn cũng có những quy định nghiêm ngặt. Người đàn ông dù có muốn cũng không còn gì để giúp đỡ. Nghe tới đây thì Miji đột nhiên nói rằng mình là sinh viên của Đại học Tokyo. Khi cô định rời đi thì ngoài dự tính, đối phương liền gọi cô lại. Anh ta nói rằng cô chính là người mà anh ta tìm kiếm, bởi những nhân viên mà khách sạn cần phải là người có học vấn. Thật không ngờ Miji, thông qua tiếng Nhật trôi chảy của mình lại có được đánh giá tốt của khách hàng. Cũng chính vì vậy mà khách sạn đã thành công lấy được hợp đồng 1 tháng của văn phòng tổng thống. Nhưng vào lúc làm hồ sơ xin việc thì cô lại rơi vào khó khăn. Bởi vì cô nói dối rằng mình là sinh viên trường Đại học Tokyo. Bây giờ bên nhân sự yêu cầu cô phải hoàn tất hồ sơ. Cô phải có bằng tốt nghiệp thì mới có thể chính thức nhận việc. Quay về thì cô lập tức lên mạng tìm kiếm. Vì có thể nhanh chóng có được bằng tốt nghiệp nên cô đi chạy khắp nơi, dò hỏi cô đi khắp con phố này, đến con phố khác để tìm một cửa hàng làm giả bằng cấp, nhưng đối phương lại nói cần phải có bằng gốc thì mới có thể sao chép được. Miji hoàn toàn gặp khó khăn, ở công ty lại thúc giục cô phải nhanh chóng nộp bằng tốt nghiệp. Cô chỉ còn 2 ngày nữa thôi, cô vô cùng buồn bã, đi xuống dưới lầu thì đột nhiên nghe được một giọng nói vô cùng quen thuộc. Quay đầu lại nhìn, thì hóa ra đó là ông chủ ở Nhật Bản đã tìm tới ông còn dùng một bức ảnh để đi tìm tung tích của cô. Cô sợ việc mình từng làm ở quán bar sẽ bị bại lộ, nên chỉ có thể lập tức hoảng loạn trốn đi. Mặc dù nhân viên lễ tân không để lộ bất cứ thông tin gì nhưng hắn ta nói rằng mình sẽ tiếp tục tới đây. Lúc này, một người phụ nữ đang biểu diễn đàn violin mà đây cũng chính là vợ của giám đốc. Giám đốc Giang đã đồng ý tham gia buổi biểu diễn của người vợ, nhưng người mẹ lại đột nhiên bị tái phát bệnh tim, nên ông chỉ có thể ở bên cạnh người mẹ. Cũng vì vậy mà ông đã bỏ qua buổi biểu diễn của người vợ, chớp mắt người phụ nữ đã tới khách sạn tìm chồng để tính toán. Miji nghe thấy tiếng làm loạn nên lập tức đến khuyên ngăn, nhưng không ngờ người phụ nữ không hề nói lý lẽ rồi đẩy cô ngã xuống dưới đất, vô tình lại đụng trúng mảnh vỡ của bình hoa khiến bàn tay chảy đầy máu. Người phụ nữ vẫn còn chưa dừng lại. Cũng may tổng giám đốc đã xuất hiện. Ông ta đứng lên phía trước quan tâm Miji có bị thương hay không. Đồng thời, ông khuyên người vợ hãy nói chuyện với mình. Nhưng người vợ lại không muốn, chỉ buông những lời lẽ chua ngoa. Hóa ra người phụ nữ này có một ông bố tài phiệt mà khách sạn này cũng chính là một trong những tài sản của người bố vợ. Giang Mi Ưng Hô Ôn đang đảm nhận vị trí tổng giám đốc. Hai người họ kết hôn đã lâu nhưng cuộc sống vợ chồng không hề có tình cảm. Người phụ nữ này ngang nhiên làm ra loại chuyện đó trước mặt mình mà không biết xấu hổ khiến anh ta chỉ thấy kinh tởm, nhưng nhất định sẽ không ly hôn với cô ta. Cũng chính vì vậy mà cô ta không thể nào tiếp tục chịu đựng cuộc sống vợ chồng như vậy, muốn đề xuất ly hôn với Mi Ưng Hô Ôn, nhưng quá quát hơn là cô muốn anh ra đi với hai bàn tay trắng. Cô ta vì điều này đã làm đủ mọi cách, nhiều lần nói ly hôn, không ngờ lần này anh lại đột nhiên đồng ý. Điều này khiến cho người vợ vô cùng kinh ngạc, bởi vì cô ta luôn tưởng rằng người đàn ông này là người ham vinh hoa phú quý, tuyệt sẽ không ra đi tay trắng. Ngày hôm sau, bố vợ gọi Mi Ưng Hô Ôn tới nói chuyện. Mặc dù ông không thể quản được con gái của mình, ly hôn nhưng ông nói rằng điều này không liên quan gì đến công việc cả. Cũng vì vậy mà bố vợ sẽ không tước bỏ chức vị của anh. Bên này, Miji tiếp tục tìm người làm giả bằng tốt nghiệp, nhưng bây giờ là thời đại công nghệ thông tin nên bọn họ không dám làm giả. Cũng may là nhờ Mi Ưng Hô Ôn giúp đỡ nên bộ phận nhân sự đã nói với cô bằng tốt nghiệp vẫn chưa cần gấp. Miji quay trở về nhà thì đúng lúc nhìn thấy Mi Ưng Hô Ôn. Cô cảm ơn anh về chuyện bằng tốt nghiệp. Cứ như vậy, hai người họ nói chuyện rất lâu. Anh nói với cô về hoàn cảnh và tình cảm của mình và người vợ. Miji cũng nói sơ qua về quá khứ của mình. Mấy ngày hôm sau thì bộ phận nhân sự hỏi cô lấy được bằng tốt nghiệp hay chưa. Bởi vì Miji không thể lấy được bằng tốt nghiệp, nên bộ phận nhân sự chỉ có thể khuyên cô rời khỏi công ty. Bởi vì không còn cách nào khác nên Miji không quan tâm rời khỏi khách sạn. Lúc đi ra khỏi thang máy thì cô đụng trúng một người phụ nữ mặc áo trắng. Người phụ nữ này không ngừng xin lỗi, nhưng vào khoảnh khắc người phụ nữ bước vào trong thang máy thì Miji đột nhiên phát hiện đối phương hình như là người bạn tốt với mình hồi còn ở cô nhi viện Nhật Bản. Vì vậy, cô lập tức đi theo nhưng không ngờ Miji lại nhìn thấy cô ấy nói chuyện với trưởng bộ phận nhân sự vô cùng vui vẻ. Cô có thể làm việc ở khách sạn hay không? Cuối cùng cũng đã có hy vọng rồi. Đợi đến khi đối phương đi ra thì Miji tiếp tục đi theo người phụ nữ đó. Cô đi đến một trạm xe buýt nhưng không dám tiến đến nhận mặt hai người. Họ cùng ngồi trên một chiếc xe buýt thì Miji cố tình đụng phải một người đàn ông, từ đó thu hút sự chú ý của Hyo. Đối phương quả nhiên đã nhận ra cô,
Mizuya, hai người bạn tốt khi ở cô nhi viện Nhật Bản cuối cùng cũng đã nhận nhau. Sau đó, Hizo đưa cô về nhà của mình, còn làm đồ ăn ngon cho Mizi, nhưng không cẩn thận đã dẫm phải mảnh thủy tinh bị vỡ. Mizi giúp cô băng bó vết thương, thì vô tình phát hiện ra bằng tốt nghiệp Đại học Tokyo của Hizo. Buổi tối phải đợi đến khi Hizo ngủ say thì Mizi đã lấy bằng tốt nghiệp đó đi, rồi lập tức đến cửa hàng photocopy để làm một bản giả mạo. Sau đó, cô lê tấm thân mệt mỏi quay trở về khách sạn. Jo Hyun muốn nói chuyện với cô. Anh nói rằng mình sắp rời khỏi đây nên muốn xin số điện thoại của Mizi. Nhưng Mizi không có tâm trạng để nói chuyện này. Jo Hyun kéo Mizi lại, nói rằng bản thân mình lớn lên ở Nhật Bản từ khi còn nhỏ đến lớn. Lần này anh quay trở về Hàn Quốc là chuẩn bị tiếp quản công ty của người bố. Lời này vừa nói ra thì Mizi tưởng rằng anh ta đang nói dối vì muốn có được sự chú ý của mình, nhưng không ngờ cô đang chế giễu một thiếu gia tài phiệt. Ngày hôm sau, Mizi quay trở lại công ty dự định hoàn thiện hồ sơ nhận việc. Kết quả cô nhìn thấy bản thân mình nằm trong danh sách cắt giảm nhân sự. Sự việc đến quá bất ngờ khiến cho cô vô cùng tức giận. Vì vậy, cô lập tức đến tìm tổng giám đốc để tính toán. Đến trước mặt giám đốc, Mizi trực tiếp hỏi tại sao mình lại ở trong danh sách nhân sự bị cắt giảm. Nhìn thấy giám đốc không trả lời nên cô chỉ trích đối phương nhận mình vào làm việc, rồi không có trách nhiệm. Giám đốc cắt ngang nói tại sao tôi phải có trách nhiệm đối với cô. Cô Giang Mizi, cô chỉ là nhân viên của tôi mà thôi, cũng không phải người nhà của tôi. Mizi không ngừng nói lý lẽ khiến cho giám đốc không thể chịu đựng được nữa. Ông chỉ có thể đứng lên giải thích rồi nói rằng trước đây mình tuyển dụng cô là bởi vì nhìn thấy khả năng tiếng Nhật Bản, sự tự tin của cô, nhưng trong công việc thì ông lại thấy cô vô cùng kém cỏi. Ông còn nói rằng diện mạo và học lực của cô hoàn toàn cách xa nhau. Mỗi câu nói đều khiến cho Mizi đau lòng. Cô nhận thấy mình vô cùng đáng thương. Mizi đã tưởng rằng người đàn ông trước mắt là chỗ dựa xứng đáng. Tuy nhiên, ông ta lại không hề quan tâm, mà trực tiếp vạch trần vì cô phục vụ khách hàng không tốt. Mizi cũng không còn gì để nói. Sau đó, cô tức giận đi lên sân thượng để trút giận. Đột nhiên lúc này có người lên trên sân thượng khiến cô lập tức trốn đi. Không ngờ cô lại nghe thấy đồng nghiệp đang nói về một chuyện quan trọng. Hóa ra khách sạn chuẩn bị tiếp đón Tổng thống Nhật Bản, nhưng con gái của Tổng thống Nhật Bản không thấy đâu nữa. Vì vậy, giám đốc không chỉ bị chủ tịch phê bình, mà nếu như việc này bị truyền ra ngoài thì rất có thể khách sạn sẽ phải đóng cửa. Chỉ cần có người giải quyết chuyện này, thì có thể có được bất cứ đãi ngộ nào của công ty. Điều này đã khiến cho Mizi tìm thấy cơ hội ở lại công ty này. Cô ta nghĩ đi nghĩ lại tính toán, rồi quay đầu muốn tìm thư ký của giám đốc để tiếp cận. Cô ta dùng mỹ nhân kế, nên rất nhanh đã thu phục được đối phương và thuận lợi có được tài liệu về con gái tổng thống. Sau đó cô tìm người điều tra về vị trí của người đó rồi lập tức chạy đến nơi. Sau khi đến nơi này thì cô lập tức lấy bức hình của cô gái đi dò hỏi Mizi, còn tận tâm hơn cả việc tìm bạn trai. Đến ngay cả những người đi qua đường thì cô cũng bắt buộc phải hỏi. Tuy nhiên cũng hoàn toàn không có tương thích gì cả. Sau đó, cô đi vào một buổi concert vô cùng nhộn nhịp, trên sân khấu là nhóm nhạc đang bốc thăm khán giả may mắn. Một lát sau, Mizi cuối cùng cũng nhìn thấy con gái của Tổng thống đang ở trên sân khấu ôm Minh Tinh. Cũng coi như là cô không hề tốn công. Sau khi buổi concert kết thúc thì Mizi liền đi theo cô gái đó rồi phát hiện ra cô có một sở thích đặc biệt. Cho đến buổi tối thì cô nhìn thấy hai người họ đi vào khách sạn. Cùng lúc đó, Tổng Giám đốc cũng nhìn thấy Mizi không ở bàn làm việc. Ông hỏi đồng nghiệp của cô cũng không biết cô ấy đi đâu. Anh tưởng rằng cô ta đã nghỉ việc rồi, nhưng việc quan trọng trước mắt là phải tìm ra con gái của Tổng thống. Còn cùng lúc đó, Mizi đang cố lập công. Khó khăn lắm, Mizi mới đợi được cô gái xuất hiện. Cô liền tiến lên phía trước, giải bày tâm sự cả nửa ngày thì cuối cùng lại bị từ chối ở ngoài cửa. Sau đó, cô nghe lén đoạn nói chuyện của hai người họ. Mizi biết rằng bố của cô gái phản đối tình yêu đồng giới của cô. Vì vậy nên cô mới một mình đi ra ngoài sống để tìm kiếm không gian riêng. Tuy nhiên, cảnh tượng này đã bị Tổng Giám đốc đi tới và nhìn thấy. Mizi không ngừng gõ cửa, đồng thời nói rằng mình rất thấu hiểu cô gái. Đối phương mở cửa thì cô đột nhiên giả vờ như mình đã từng gặp phải cảnh tượng đó. Tôi cũng thích con gái. Gia đình tôi cũng kịch liệt phản đối. Mỗi ngày tôi đều đau khổ giống như vậy, vì thế tôi rất hiểu cảm nhận của cô. Cô đừng quá quan tâm bố mẹ của mình. Nói gì mà cứ dũng cảm làm việc mình thích là được rồi. Trước mắt Mizi đã thành công có được sự tin tưởng của cô gái. Điều này khiến cho Tổng Giám đốc cảm thấy kinh ngạc. Ngày hôm sau, cô con gái của Tổng thống đã tới tham gia bữa tiệc. Sau khi nhìn thấy Mizi thì cô rất vui mừng biểu thị sự chân thành cảm ơn. Sau đó cô ta tiến về phía trước, ôm Mizi một cái. Giám đốc nhìn thấy vậy cũng nở nụ cười. Hội nghị được bắt đầu, còn cô con gái ở trên sân khấu phát biểu, đồng thời còn đặc biệt cảm ơn Mizi. Cùng lúc đó, ở bên dưới khán đài đều là những nhân vật cao cấp gồm có các khách quý của Nhật Bản, còn có cả ông chủ tịch và tổng giám đốc cùng với đại thiếu gia của tập đoàn tài phiệt. Lúc này, Mizi vô cùng tự tin, không lâu sau thì chủ tịch hẹn tiếp đãi Mizi, để đặc biệt cảm ơn cô đã giúp cho khách sạn giải quyết được nguy cơ khó khăn. Trong quá trình nói chuyện thì chủ tịch đã nói ra một thông tin quan trọng,
ông sẽ giao cả khách sạn này cho tổng giám đốc, và cũng chính là người đàn ông trước mắt sắp tới sẽ trở thành chủ tịch của khách sạn này. Những lời này khiến cho Mizi quay đầu lại nhìn tổng giám đốc. Sau đó, ba người họ cùng nhau cụng ly chúc mừng. Trong đầu Mizi liền nảy số, nếu nắm được người đàn ông này trong tay, phải chăng mình chính là một bước lên mây? Cô liền lập lên một kế hoạch hoàn hảo. Cô tìm cơ hội mời anh chàng này ra ngoài ăn tối, buổi tối ngày hôm nay tôi có thể mượn anh 2 tiếng được không? Tôi muốn mời anh cùng đi ăn cơm, sau đó nghe anh chỉ giáo thêm. Người đàn ông suy nghĩ một lát rồi cuối cùng cũng đã đồng ý cùng cô đi ăn cơm. Mizi chuẩn bị thật kỹ, thử qua rất nhiều chiếc váy xinh đẹp cuối cùng chọn một chiếc váy màu đen bí ẩn, trang điểm xinh đẹp đến buổi hẹn. Cô chuẩn bị kỹ càng như vậy, chính là muốn bản thân có thể bước chân vào giới thượng lưu. Mà cách nhanh nhất đó chính là lợi dụng nhan sắc để lấy lòng cấp trên. Đến buổi tối thì hai người họ hẹn nhau tại một nhà hàng Âu, mặc dù trong quá trình nói chuyện đều vô cùng vui vẻ, tuy nhiên cứ ngừng nói chuyện thì bầu không khí lại vô cùng ngại ngùng. Cô vốn tưởng mình đã có được trái tim của đối phương, nhưng không ngờ cấp trên ngoài việc khen cô ta tử lượng tốt, thì tất cả chủ đề còn lại đều chỉ nói về công việc mà thôi. Lẽ nào đến đây chỉ để bàn công việc hay sao? Mizi đành chuyển chủ đề hỏi tại sao anh lại giao công việc quan trọng cho tôi chỉ bởi vì tôi là một nhân viên của anh hay sao? Hay là vì có liên quan đến việc tôi là một người phụ nữ? Quả là một câu hỏi không thể nào trực tiếp hơn. Tất nhiên, một câu hỏi khó thì cần có thêm thời gian để giải đáp mà Mizi cũng chỉ có thể dùng nụ cười để hóa giải sự bối rối. Khi anh chàng đưa mình về nhà, Mizi không ngừng nói về việc mình ở một mình rất cô đơn. Ý tứ rõ ràng là muốn có người ở cùng đây nhưng anh chàng thằng nam này vốn không hiểu ý cô còn thật thà đáp mình không cô đơn, bởi còn mẹ già cần chăm sóc. Quả nhiên không thể hy vọng gì ở vị thằng nam này. Thế nhưng điều này không khó, lấy lòng đàn ông cô vốn là nghề rồi. Mizi mở ra món quà mà mình đã chuẩn bị sẵn, đồng thời bày tỏ hy vọng có được sự tin tưởng của anh ta. Kế hoạch lấy lòng cấp trên này phải thực hiện lâu dài rồi. Mọi chuyện chưa kịp êm đẹp thì sóng gió lại tới. Mizi trước đây đã đi làm giả bằng tốt nghiệp đại học của người bạn thân, mà bỗng, trên TV xuất hiện tin tức cảnh sát đã điều tra ra công ty làm giả giấy tờ. Trưởng phòng nhân sự thấy vậy thì lập tức báo cáo lên cấp trên. Anh chàng thiếu gia tài phiệt bên này nhận được tin tức lập tức cho người đi tìm hiểu. Khi do bị bắt đã được bảo lãnh, Mizi với thân phận là bạn thân đã lập tức tới nhà để hỏi thăm. Khi do nói cảnh sát vẫn còn đang điều tra chuyện này, điều này khiến Mizi vô cùng lo lắng. Hôm sau, cô bạn thân được trưởng phòng nhân sự gọi tới và thông báo đuổi việc Hy Do. Cô không hiểu vì sao mình bị thôi việc vì rõ ràng là cô bị oan, nhưng trưởng phòng nhân sự lại cho rằng khách sạn có quy định của khách sạn, việc cô bị cảnh sát bắt đi đã ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của khách sạn. Vì vậy, cho dù cô giải thích thế nào thì cuối cùng cũng bị nghỉ việc. Cảnh tượng này vừa hay bị Mizi nhìn thấy. Cô đi tới an ủi Hy Do, nhưng hoàn toàn không có ý định giải thích tất cả mọi thứ. Cùng lúc đó, trưởng phòng nhân sự đã tìm đến tổng giám đốc để thương lượng cách giải quyết. Tổng giám đốc đã ra lệnh điều tra tất cả nhân viên trong công ty nên bộ phận nhân sự cũng vô cùng nghiêm túc triển khai. Tin này rất nhanh đã tới tai Mizi, trong lòng liền đứng ngồi không yên, lại vô tình nghe thấy đồng nghiệp nói rằng nếu như điều tra ra nhân viên khách sạn làm giả bằng cấp thì việc có bị đuổi hay không sẽ chỉ phụ thuộc vào một lời nói của tổng giám đốc. Nếu như đã như vậy thì Mizi phải nhân cơ hội này lấy được trái tim của cấp trên. Thế là cô ta giả vờ như đang đợi xe. Khi nhìn thấy xe của tổng giám đốc đi qua, cô tiến tới nói rằng tiện đường nên muốn đi nhờ xe. Nghe cũng là hợp lý, nhưng thực chất cô đang muốn tìm cơ hội tiếp cận anh chàng đẹp trai chức lớn này. Không ngờ rằng hôm nay là ngày anh tới thăm mẹ mình. Thế là hai người cùng nhau tới bệnh viện. Cơ hội đến với Mizi rồi. Sau khi đến phòng bệnh thì cô liền nói chuyện với bà lão. Cô còn giúp bà lão thay quần áo sạch sẽ rồi chủ động lau người cho bà. Cảnh tượng này rơi vào mặt vị giám đốc khô khan này, khiến quá khứ kia đã xa dội về. So với việc người vợ cũ trước đây chỉ biết làm loạn, thì cô gái trước mặt chính là một trời một vực. Chính những hành động dịu dàng này của cô với mẹ mình đã khiến anh bắt đầu sa vào lưới tình của cô nàng xinh đẹp này. Mizi không thể bỏ lỡ cơ hội lấy lòng giám đốc còn nhiệt tình đến mức đem chăn đi giặt. Hai người họ cùng nhau giặt đồ trên sân thượng vui vẻ giống như một cặp đôi đang yêu nhau. Buổi tối trên đường trở về nhà, Mi Ưng Hô Ôn đang ngủ say trên xe, thì đột nhiên nhớ lại cảnh tượng vô cùng vui vẻ khi hai người họ ở bên cạnh nhau. Mà khi này Mizi vốn đang ngủ say bỗng canh chuẩn thời cơ tiến đến ôm chầm lấy anh từ phía sau. Mi Ưng Hô Ôn nhất thời căng như dây đàn, nói mình là người đã từng kết hôn. Nhưng Mizi vốn không để tâm đến việc này, cô nói rằng nếu như thích một người nào đó thì sẽ không quan tâm đến quá khứ của anh ấy. Sau đó, Mi Ưng Hô Ôn quay người, lại nhìn thấy cô gái thấu tình đạt lý dung mạo xinh đẹp, đang ở trước mắt khiến người đàn ông vẫn luôn cô đơn như anh không thể kháng cự được. Mối quan hệ giữa hai người cũng từ đó mà xác lập, kế hoạch tưởng rằng trường kỳ kháng chiến rất nhanh đã đạt được. Hai người họ hôn nhau nồng thắm. Bước 1 rồi sẽ có bước 2, Mizi không để khán giả chờ lâu đã thành công dụ được anh chàng đưa mình về nhà. Một người đàn ông và một người phụ nữ ở cùng nhau giờ không giặt đồ nữa, mà là cởi đồ. Chuyện gì tới cũng sẽ tới, xong việc họ cùng nhau ngồi bên cửa sổ ngắm khung cảnh từ trên cao.
Thành quả đạt được khiến Mizi có chút đắc ý. Ngày hôm sau, chàng trai nghèo từng bị Mizi xua đuổi đã tiến hành hội nghị của tập đoàn rồi chính thức mua lại khách sạn mà Mi Ưng Ho On đang làm quản lý. Giờ nghỉ trưa, Mizi nghe thấy đồng nghiệp nói rằng khách sạn sau khi được thu mua nhất định sẽ mở rộng truyền thông, nên đang tìm kiếm một người mẫu đại sứ. Mizi nghe thấy điều này đột nhiên bê phần cơm của mình đi. Đầu tiên, cô ta nhân lúc Mi Ưng Ho On không có ở trong văn phòng nên lấy được bằng chứng mà trưởng bộ phận nhân sự đã điều tra. Sau đó cô xóa bỏ chữ chưa được xác thực và thay thế bằng chữ đã được xác thực. Câu chuyện đã được giải quyết. Hôm sau công ty tổ chức họp báo. Đối diện với câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc bằng cấp giả mạo thì Mi Ưng Ho On cứng rắn trả lời nói rằng việc điều tra nội bộ của bọn họ đã kết thúc. Mizi nghe thấy điều này như được giải thoát, cô cuối cùng cũng an tâm ăn no ngủ kỹ rồi. Tiếp đó cô phải nghĩ làm sao có thể lấy được vị trí người mẫu đại sứ của khách sạn. Thế là cô ta hẹn gặp mặt anh người yêu ở trên sân thượng. Cô giả bộ xây dựng hình ảnh một cô nàng đáng thương cần người bao bọc, cô bày tỏ ý muốn được đóng góp công sức cho khách sạn hay nói cách khác là muốn đảm nhận vị trí người mẫu đại sứ cho khách sạn. Như vậy giúp anh gánh bớt một số gánh nặng, lời của mỹ nhân quả nhiên có sức nặng, biểu cảm đáng thương khiến anh chàng thằng nam liền mềm lòng. Vì vậy, vào mấy ngày hôm sau, trong cuộc họp cao cấp, đối với việc lựa chọn người làm người mẫu đại sứ thì Mi Ưng Ho On đã giới thiệu Mizi. Nhìn thấy hình ảnh ở trên màn chiếu khiến trưởng phòng nhân sự muốn phản đối, nhưng đại cổ đông Song Jo Hyun lại đồng ý. Dưới sự giới thiệu của hai người thì Mizi đã thành công, trở thành đại sứ chính thức của khách sạn. Những tháng ngày sau, hai người họ sống vô cùng hạnh phúc. Mi Ưng Ho On một lần nữa cảm nhận được hương vị tình yêu. Anh còn đặc biệt chuẩn bị cho Mizi một bộ lễ phục vô cùng xinh đẹp. Lần đầu tiên được người khác quan tâm khiến Mizi vô cùng cảm động. Trở về nhà, cô tâm sự với Hy Do rằng cả công việc và tình cảm của mình đều thuận lợi nhưng không biết cô bạn thân đang tức giận vì mình. Hóa ra Hy Do đã phát hiện ra việc Mizi dùng bằng tốt nghiệp của MK để làm giả giấy tờ. Mizi còn muốn ngụy biện nhưng Hy Do lại không cho cô cơ hội nói rằng việc này đã được đưa ra cảnh sát rồi nên cô chỉ muốn khuyên Mizi đừng tiếp tục lừa gạt người khác nữa, đồng thời muốn cô làm rõ việc bằng tốt nghiệp ở khách sạn. Tuy nhiên, Mizi vô cùng oan ức. Cô ta khóc lóc nói rằng bản thân mình cũng bất đắc dĩ mà thôi. Cuối cùng, cô gái này vẫn là mềm lòng bỏ qua. Hôm sau, tại bữa tiệc do tập đoàn tổ chức, nơi đây tụ tập đầy đủ những nhân vật tầm cỡ, cả lãnh đạo cao cấp cùng các đại cổ đông. Đúng lúc này, Mizi ngồi xe đi tới. Cô mặc bộ lễ phục Mi Ưng Ho On tặng, đeo giày cao gót, dáng vẻ xinh đẹp tự tin bước vào hội trường. Dù biết là cô xinh đẹp nhưng Mi Ưng Ho On vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp này, anh không khỏi khen ngợi còn đưa cô đến chào hỏi những nhân vật quan trọng của tập đoàn. Mizi lần đầu tham gia một bữa tiệc lớn nên có chút căng thẳng. Mi Ưng Ho On thấy vậy nói cô trước hết hãy nhớ tên một vài nhân vật quan trọng. Mizi vừa bình tĩnh thì Mi Ưng Ho On lại giới thiệu một nhân vật cao cấp hơn. Người này vừa mới tốt nghiệp đại học Tokyo, trở về nước để thừa kế tập đoàn. Mizi quay đầu nhìn liền sững sờ, đây chẳng phải là người cô đã coi thường khi đó hay sao? Không ngờ là anh ta thực sự nói thật. Cô bỗng nhận ra mình bị hớ rồi. Cô hy sinh nhan sắc của mình để trở thành người phụ nữ của tổng giám đốc khách sạn, bởi chỉ khi ở vị trí cao thì cô ta mới có thể một bước lên mây. Nhưng không ngờ núi cao còn có núi cao hơn, anh chàng kia mới là miếng mồi béo bở. Sau khi tìm hiểu rõ anh chàng này vừa đẹp trai, trẻ tuổi còn là người thừa kế của tập đoàn tài phiệt đã thu mua lại khách sạn cô làm. Bỗng nhiên trong đầu Mizi hiện lên một ý tưởng khác. Vì không muốn quan hệ của mình và tổng giám đốc bị bại lộ, nên cô ta đã nhanh chóng trốn khỏi hội trường. Trở về nhà nhưng trong đầu cô ta là anh chàng đẹp trai của Song Jo Hyun. Để cho chắc, cô lên mạng tìm kiếm quả nhiên phát hiện nhà của Song Jo Hyun thực sự là tài phiệt với khối gia tài kếch xù ở khắp mọi nơi. Thông tin này nằm ngoài khả năng tiếp nhận của Mizi. Bên này Jo Hyun đã nhận được điện thoại của bố thúc giục anh hãy sớm kết hôn nhưng Jo Hyun lại trả lời rằng quá đơn giản có được thì không có ý nghĩa. Sau khi tắt điện thoại thì Che Ôn Jin hỏi anh có phải vì một cô gái nào đó mà mới mua lại khách sạn hay không. Jo Hyun không trực tiếp trả lời. Ngày hôm sau, Mizi ở công ty đang có rất nhiều tâm sự. Đột nhiên có cuộc gọi đến, hóa ra Mi Ưng Ho On hẹn gặp mặt cô ở trên sân thượng. Trong lòng Mizi hiện rất rối bời, tâm cô không còn đặt trên người anh bạn trai này nữa, mà sớm đã bay tới chỗ Jo Hyun. Thế nên khi nghe anh nói rằng sau khi thu mua lại khách sạn, thì công việc có rất nhiều nên anh sẽ không có thời gian nhiều ở bên cạnh cô, thì Mizi liền cảm thấy đúng ý mình. Buổi tối hai người họ hẹn nhau uống rượu, buổi hẹn diễn ra bình thường cho đến khi Mizi trực tiếp dò hỏi về Jo Hyun. Sự nhạy bén của một người đàn ông cho thấy có gì đó sai sai ở đây. Tuy nhiên anh vẫn trả lời chi tiết những thông tin mà mình biết. Thấy Mizi không tập trung vào buổi hẹn, anh bảo hai người hãy về nhà uống. Mizi nghe qua liền biết đối phương muốn gì nên đã cố tình từ chối nói rằng không thoải mái. Bên này Hy Do bởi vì có quan hệ với Che Ôn Jin nên đã được Jo Hyun tuyển dụng vào tổng công ty, còn sắp xếp cho cô phụ trách công việc giữa tổng cục và khách sạn, cũng đặc biệt đến khách sạn để quan sát Mizi. Ngày hôm sau, Mizi trước giờ chưa bao giờ ăn sáng, lại đột nhiên dậy sớm để làm đồ ăn. Điều này khiến cho Hy Do vô cùng kinh ngạc.
Hai người họ vừa nói chuyện vừa ăn. Hizo tiết lộ chuyện được tuyển vào tổng công ty lập tức đã thu hút Miji. Cô gợi ý bọn họ có thể chúc mừng cô bằng một loạt các hoạt động. Đầu tiên là cùng nhau đến xem đánh bóng chày. Trận đấu diễn ra có cả người vui cả người buồn. Sau khi trận đấu kết thúc, mấy người họ lại tụ tập ở quán ăn. Suốt cả buổi Miji và Jo-hyun dính lấy nhau như một cặp. Cùng lúc đó, Mi Eun Ho-on đang rất bận công việc nên anh bảo trợ lý hãy gọi Miji đến đây. Trợ lý nói rằng hôm nay cô ấy xin nghỉ. Vì vậy anh đã gọi điện thoại để hỏi thăm tình hình, nhưng không ngờ đối phương đã tắt máy. Lúc này trong quán rượu thì ba người họ đang nói chuyện vô cùng vui vẻ, chỉ có một mình Hizo là đang một mình uống rượu mà thôi. Nói đến câu chuyện của cả bốn người thì họ đều là sinh viên của trường đại học Tokyo. Cheonji và Jo-hyun là bạn cùng khóa nhưng không cùng lớp. Hizo và Miji là cũng như vậy. Vì vậy, tất cả bốn người họ đều là bạn cùng trường nhưng chỉ có một mình Miji, để trả nợ nên trong quá trình học đã bắt buộc phải thôi học. Vì vậy, cô ta không có được bằng tốt nghiệp đại học nên mới phải làm bằng cấp giả. Nhìn thấy Hizo đã uống say thì Miji nhân cơ hội này bảo Cheonji hãy đưa cô ấy về nhà. Còn Miji thì chủ động nhờ Jo-hyun đưa mình về. Vốn tưởng rằng là một kế hoạch hoàn hảo, nhưng không ngờ đến dưới nhà lại phát sinh vấn đề. Từ phía xa thì cô nhìn thấy một dáng hình vô cùng quen thuộc. Hóa ra đó là ông chủ ở quán bar mà cô đã làm việc. Người đàn ông nhìn về phía Miji nên cô ta giả vờ bảo Jo-hyun giúp mình đi mua thuốc giải rượu, sau đó tiến tới gặp ông chủ rồi bảo ông ta hãy từ bỏ đi. Nhưng người đàn ông làm sao có thể buông tay được công cụ kiếm tiền của mình. Thế là hai người họ đến một góc để nói chuyện. Jo-hyun trở về nhưng không thấy người đâu, chỉ đành trở về nhà. Mà lúc này Hizo cũng về đến nơi, thật không biết cô nàng này đi đâu và đi trước nhưng về sau, thế là đã chứng kiến hành động của người đàn ông và Miji tập 4 sau màn bạo lực với tên đàn ông kia. Miji trở về nhà ngồi trong nhà vệ sinh bật khóc. Hôm sau trong lúc ăn sáng thì bạn thân hỏi cô, nhưng không ngờ lại bị cô mắng và cảnh cáo không được nói cho người khác. Nói xong cô liền bỏ đi làm luôn. Bất ngờ trên đường lại nhìn thấy một chiếc xe mô tô, cô nhớ ra đây là chiếc xe mô tô của Jo-hyun, nên muốn ngồi lên để thử cảm giác. Không ngờ chiếc xe lại quá nặng mà đổ xuống, bảo vệ không biết xử lý thế nào chỉ có thể báo cho chủ xe là Jo-hyun. Anh sau khi biết là cô làm không những không tức giận còn mời cô cùng đến gara sửa xe. Đây rõ ràng là kết quả cô mong muốn. Vừa đến công ty thì cô liền bị Mi Eun Ho Eun hẹn ra nói chuyện riêng. Anh hẹn cô khi làm việc xong thì cùng mình đi đến thăm mẹ anh. Cô không do dự mà đồng ý. Điện thoại cô lúc này có người gọi đến là Jo-hyun. Hoàng hốt vừa đi vừa nghe điện thoại, sau đó lại gấp gáp đi đến trạm tàu điện. Nhưng lúc này cô lại cố tình tắt điện thoại rồi vội vàng đến nơi hẹn với Jo-hyun. Hai người sau một hồi chuyện trò liền phát hiện anh sắp có chuyến công tác tới đảo Jeju, nên trong đầu cô lại có tính toán. Cô chủ động đưa anh đến ăn ở quán ven đường, và thể hiện ra những hành động ân cần. Lúc này cô cũng quên luôn cuộc hẹn với bạn trai. Mi Eun Ho Eun gọi bao nhiêu cuộc, thì cô cũng không bắt máy nên anh chỉ đành đến thăm mẹ một mình. Bên này, hai người còn đang cười đùa vui vẻ. Mi Eun Ho Eun vì không yên tâm nên đã ra ngoài tìm cô. Vừa hay lúc này hai người họ vẫn đang ở đó. Mi Eun Ho Eun vừa đến thì liền thấy Miji đi cùng người đàn ông khác mà cô quay lại, cũng vừa hay nhìn thấy anh. Cô nhìn thấy anh liền hoảng hốt, và lập tức đi vào xe của anh và chủ động bắt chuyện. Anh hỏi tại sao cả ngày nay cô tắt máy thì Miji lập tức rút điện thoại ra và giả vờ như không biết điện thoại đã hết pin. Dường như Mi Eun Ho Eun cũng nhận ra bản thân đã cao hơn một chút, anh hỏi cô có phải là đã hối hận khi quen mình không? Miji có chút hoảng hốt lập tức đổi thái độ trách ngược lại anh qua cầu rút ván. Hai người đang tranh cãi thì Jo-hyun lại quay trở lại. Tình huống đột xuất, Miji vội vàng ôm lấy anh muốn hôn nhưng Mi Eun Ho Eun lại né tránh. Miji mượn cớ trách anh đã thay đổi rồi giận dỗi bỏ đi. Không phải nói chứ, chiêu giận dỗi này của con gái quả nhiên là hữu hiệu. Hôm sau Mi Eun Ho Eun đến công ty thì biết được tin Miji hôm nay không đi làm. Anh lo lắng liền gọi cho cô nhưng Miji lại nói mình đang ở đảo Jeju để bình tĩnh và lấy lại tâm trạng. Anh chẳng có cái sừng dài 3 mét này, không biết rằng bạn gái mình đang lén lút giúp cái sừng của anh cao lên, còn lo lắng hôm qua mình đã làm tổn thương cô, nên lập tức đến đảo Jeju tìm người. Mà lúc này, hai người ở đảo đang chơi đùa rất vui vẻ. Họ cùng nhau chơi đùa như một cặp tình nhân trẻ. Tối đến, hai người lại cùng nhau nói chuyện. Miji nói một hồi liền khóc, anh hùng nào qua ải mỹ nhân. Jo-hyun thấy bộ dạng khóc mà vẫn xinh đẹp như thế của Miji liền không chịu nổi mà ôm lấy cô vào lòng. Sau đó thì hai người quay về khách sạn. Trong lúc chuẩn bị đi tắm thì anh chàng mọc sừng cũng tìm đến. Chuông cửa vang lên. Miji không do dự mà mở cửa lại, bất ngờ nhìn thấy lại là bạn trai mình. Tình huống cũng hết sức gay cấn, nhỡ Jo-hyun bất ngờ đi ra chứng kiến cảnh này thì cao trào rồi. Miji sợ hãi vội kéo bạn trai mình ra ngoài đi dạo. Mi Eun Ho Eun nói ra nỗi nhớ mong của anh, còn cô thì cũng thể hiện tình yêu của mình. Lúc ôm nhau thì trong lòng cô rất thấp thỏm, bởi vì trong phòng vẫn còn một người đàn ông khác. Cô chỉ đành cùng anh đi dạo một vòng, nhưng vừa đi cô lại vừa sợ đụng trúng Jo-hyun. Vất vả một hồi cuối cùng cũng tiễn được Mi Eun Ho Eun đi. Vừa quay đầu thì cô liền bị dọa sợ.
hóa ra là Jo Hyun, nhận được điện thoại bố mình phải vào bệnh viện nên bây giờ phải lập tức quay về. Bởi vì muốn lấy lòng gia đình của Jo Hyun nên ngày hôm sau, cô còn chu đáo mang cơm đến cho bố Jo Hyun. Không những thế còn dày công tìm hiểu sở thích của ông ấy, biết món ông thích nhất là cua, sau đó còn tận tay bóc cho ông, khiến hảo cảm của ông cũng tăng lên rất nhiều. Mấy hôm nữa là sinh nhật của Miji, nên Jo Hyun đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, và còn đến giúp trang trí phòng để tạo bất ngờ cho cô. Hôm sinh nhật cô vốn muốn tránh mặt Mi Eun Ho Eun, nhưng vô tình lại gặp chúng anh nên chỉ đành theo anh tới nhà thờ. Đến nơi, anh bảo cô đi vào trước. Ngay khi cô vừa đẩy cửa vào thì cảnh trước mắt khiến cô vô cùng cảm động. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng nhận được sự quan tâm chăm sóc, lần đầu tiên cô nhận được tình yêu to lớn đến vậy nên vô cùng cảm động. Nhìn người đàn ông bên cạnh khiến cô rưng rưng nước mắt, đây mới là biểu hiện chân thực nhất của cô. Ngay sau đó, là màn xuất hiện của nhân vật chính, một cặp nhẫn cầu hôn vô cùng xinh đẹp, thế nhưng cô đã hành động trái với tình cảm của mình. Anh không còn là điểm đến mà cô mong muốn nữa rồi. Đối diện với những câu hỏi của anh, thì cô chỉ có thể dùng lý do sợ bị đồng nghiệp nói ra nói vào. Nhưng thật ra cô là đang muốn tìm một người có vị trí cao hơn để dựa dẫm. Mi Eun Ho Eun cũng không biết nói gì, chỉ đánh lái xe đưa cô về. Không ngờ khi cửa phòng mở ra cô lại chứng kiến một cảnh tượng không khỏi khiến người ta hiểu lầm. Jo Hyun và Hee Jo đang có những cử chỉ thân mật, điều này khiến cô cảm thấy tức giận. Hee Jo vội vàng giải thích bọn họ không có gì, nhưng cô lại không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào hai người khiến cả hai càng rối. Cô không thể nghe, chỉ lạnh lùng bắt anh phải rời đi ngay lập tức. Sau khi anh bị đuổi đi thì bạn thân liền nói đúng là mình thích anh ta, nhưng không phải như cô đang nghĩ. Miji lại không nghe lọt những lời này còn mắng bạn thân là kẻ đạo đức giả. Hai người cứ như thế mà giận dỗi nhau. Vậy mà không thể ngờ được ngày hôm sau cô đã đi hẹn hò cùng với Jo Hyun. Anh bày tỏ ý xin lỗi chuyện của hôm qua, còn cô thì cố ý nói rằng mình là do thấy hai người thân mật, như vậy thì bản thân có chút khó chịu. Tình ý rõ ràng trong lời nói. Được cô bật đèn xanh, anh cũng không ngần ngại mà trực tiếp tỏ tình với cô luôn. Miji nghe thấy điều này thì hết sức vui mừng, nhưng lại giả vờ nói rằng đây là lần đầu tiên mình được tỏ tình như thế. Cô vừa đồng ý với anh thì Mi Eun Ho Eun liền gọi điện thoại tới, hóa ra là anh đã tìm được công việc tốt hơn cho cô. Anh muốn cô lập tức tới quán bar để gặp người này. Chuyện tốt bên này đã xong nên cô lập tức rời đi. Đến nơi, vừa ngồi xuống liền đụng trúng người đàn ông mà mình không bao giờ muốn gặp lại. Cô hoảng hốt sợ rằng ông ta sẽ nói ra chuyện lúc trước cô từng làm gái quán bar. Không ngờ hắn ta trực tiếp đứng dậy và vẫy tay điều thị gọi cô ra nói chuyện. Cô chỉ đánh nói với bạn trai rằng mình cần vào nhà vệ sinh rửa tay một chút. Miji vừa mới đi đến cửa thì đã bị một bàn tay trực tiếp lôi vào. Hắn ta trực tiếp uy hiếp nói cô đưa mình 3 triệu để mình rời đi. Mi Eun Ho Eun thấy cô đi lâu vậy vẫn chưa trở lại liền đứng lên đi tìm. Đến trước nhà vệ sinh liền thấy điều bất thường, mà Miji sau khi lấy danh thiếp của hắn ta cũng rời đi. Vừa ra lại bắt gặp bạn trai, cũng đi vào nhà vệ sinh liền gật đầu chào rồi bước ra. Miji vừa rời đi thì bắt gặp tên ông chủ quán bar cũng bước ra, thấy có điều gì đó bất thường nhưng Mi Eun Ho Eun chỉ thấy tướng mạo người đàn ông này có chút quen thuộc. Sau khi tiễn được hai vị khách lên xe, lúc cô rời đi lại bị tên đàn ông kia cố tình đụng trúng. Mi Eun Ho Eun liền hỏi Miji đó là ai nhưng cô lại nói là không quen biết, điều này lại càng khiến anh muốn điều tra rõ. Hôm sau khi buổi họp kết thúc thì anh cố tình hỏi thăm Hee Jo, mấy hôm trước bị bệnh sao rồi nhưng cô lại nói rằng mình chưa hề bị bệnh. Mi Eun Ho Eun lập tức phát hiện Miji nói dối. Hôm sau anh liền đến quán bar thì lại gặp người đàn ông hôm trước. Vì để tìm hiểu rõ quan hệ của anh ta và Miji, nên anh đã mời anh ta đến phòng làm việc để nói chuyện. Nhưng hắn ta cũng rất thông minh nên chỉ nói rằng cô nợ anh ta một khoản tiền, và không hề tiết lộ chuyện cô từng làm gái tiếp rượu ở quán bar. Sau khi trao đổi danh thiếp thì hắn ta liền rời đi. Mi Eun Ho Eun suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định phải giúp đỡ cô, mà cùng lúc này cô đang cùng vui vẻ với chàng trai khác. Còn quá đáng hơn là Jo Hyun đã đưa cô về gặp bố mẹ mình mà cô cũng không hề ngần ngại, thể hiện vô cùng xuất sắc khiến bố mẹ của Jo Hyun khen ngợi hết mực. Còn quyết định phải lập tức đính hôn. Lại không liên lạc được với Miji, nên anh liền đến nhà tìm cô nhưng lại chỉ gặp được bạn thân của cô là Hee Jo. Anh nói chuyện với Hee Jo về quan hệ của mình và cô, anh cũng biểu hiện rằng mình muốn cưới cô làm vợ. Bạn thân nghe xong vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ, khi này cô bỗng nghĩ đến chuyện bạn thân một chân đạp hai thuyền. Sau khi nói chuyện xong, Mi Eun Ho Eun liền rời đi nhưng vừa đến cửa lại bắt gặp Miji đi hẹn hò về. Cô không hề biết rằng bây giờ bạn trai cô đã biết hết tất cả. Về đến nhà thì cô bị bạn thân trách rằng tại sao lại lừa dối tình cảm của hai người đàn ông. Nhưng Miji bây giờ không muốn một cuộc sống bình thường, nên tình yêu với cô không phải vấn đề ưu tiên. Mi Eun Ho Eun cầm tấm danh thiếp người đàn ông kia đưa rồi ngồi trong phòng trầm mặc. Hôm sau, qua lời đồng nghiệp, thì cô liền biết bạn trai và tên đàn ông kia đã nói chuyện với nhau. Cô lo sợ rằng quá khứ xấu hổ trước bị anh biết nên lập tức đến phòng làm việc tìm người, nhưng đồng nghiệp lại nói với cô rằng anh có việc nên phải ra ngoài xử lý. Lập tức thấy có gì đó không ổn, cô vội liên lạc với người đàn ông kia. Tên đó nói cô đang nợ hắn một khoản tiền. Sau khi nói xong địa điểm gặp mặt thì liền tắt điện thoại.
Hóa ra Mi Ưng Hô Ôn thực sự đến gặp hắn ta, còn đưa cho hắn một tờ ngân phiếu, và mong muốn hắn ta đừng tới quấy rầy cuộc sống của cô nữa. Sau khi hai người giao dịch xong, anh đang chuẩn bị rời đi thì Mizi vừa hay đi tới. Xem ra là không giấu được rồi. Hai người đi bờ sông nói chuyện, cô khi này đã hạ giọng và kể về quá khứ của mình với anh. Từ nhỏ cô đã bị bố vứt bỏ vì để nuôi sống bản thân. Cô bắt buộc phải đi vay nặng lãi, nhưng tình yêu của Mi Ưng Hô Ôn rất vĩ đại, không những không để tâm những chuyện đó, còn an ủi nói những thứ trước đây cô phải chịu đựng anh đã không ở đó che chở cho cô. Anh đi đến ôm lấy Mizi và nói từ bây giờ cho đến sau này sẽ không làm tổn thương cô nữa, bởi vì bắt đầu từ thời khắc này, bất luận cô muốn cái gì thì anh sẽ nghĩ cách lấy cho cô. Mizi bị người đàn ông trước mặt làm cho cảm động. Thật không ngờ anh lại bao dung như thế. Cô thực sự cảm nhận được chân tình anh dành cho cô, nhưng cô vẫn không nói ra chuyện trước đây mình từng làm gái tiếp rượu, bởi vì nói ra chuyện này chắc chắn sẽ làm đảo lộn cuộc sống của cô. Cứ thế Mizi một bên nhận hết sự yêu chiều của bạn trai, một bên lại hẹn hò với Jo Hyun. Hôm đó Jo Hyun quyết định mua nhẫn đến cầu hôn với cô, mà Mi Ưng Hô Ôn cũng định làm chuyện tương tự. Trùng hợp hai người cùng bước vào một tiệm nhẫn cưới, vừa hay đụng mặt nhau. Thế nhưng hai người lại khôn biết người họ muốn cầu hôn lại trùng hợp là một người. Vậy nên mới xuất hiện đoạn hội thoại này. Anh Giang cũng mua nhẫn đính hôn sao? Đúng vậy, chuẩn bị cầu hôn người yêu. Chắc là bạn gái của em song hẳn là rất đặc biệt. Vâng, người đó xứng đáng khiến em dành cả đời. Cuộc hội thoại của hai người đàn ông không thể thiếu muối hơn. Tuy nhiên lại đều muốn bày tỏ tình yêu của mình cho bạn gái là đậm đà hơn muối biển. Jo Hyun đến tìm Hee-jo, bày tỏ mình muốn cầu hôn Mizi, nhưng Hee-jo nghe xong liền khó chịu. Mặc dù cô luôn yêu thầm Jo Hyun và cũng biết Mizi một chân đạp hai thuyền, nhưng giữa tình yêu và tình bạn thì cô lại chọn bỏ chạy. Cô nàng này chính là quá hiện lành, gặp chuyện khó là bỏ chạy. Hôm đó Hee-jo đứng trước mọi người thuyết trình về bản thiết kế của mình. Cô dùng năng lực chuyên ngành của mình xuất sắc hoàn thành hạng mục này. Quả nhiên, ông trời không phụ lòng người, cô nhận được sự công nhận của mọi người, cho dù là nhân phẩm hay năng lực thì cô đều tốt hơn Mizi rất nhiều. Lúc ở nhà, Hee-jo thường xuyên khuyên Mizi đừng tiếp tục lừa dối nữa, như thế sẽ khiến cuộc sống của cô càng khó khăn hơn. Nhưng Mizi lại không hề quan tâm, còn nói Hee-jo đạo đức giả. Hôm đó, Mizi đem sản phẩm của bản thân đến diễn thuyết, còn anh đem theo hoa tươi đến định tặng cho cô, nhưng đến nơi lại chẳng thấy ai. Hóa ra cô sớm đã rời đi cùng Jo Hyun. Mi Ưng Hô Ôn gọi điện hỏi cô đang ở đâu, cô lập tức nói dối rằng mình bị học sinh đưa đi liên hoan. Thật là một anh chàng mù quáng trong tình yêu, Mi Ưng Hô Ôn cũng tin cô không nghi ngờ gì. Nhưng lúc anh mời các giáo sư tới uống rượu thì qua miệng một cậu học sinh liền biết, không hề tổ chức buổi liên hoan nào. Mà sự thật là cô đang cùng Jo Hyun đi tới một nhà thờ. Khi Mizi mở cửa bước vào thì bên trong là một khung cảnh không thể lãng mạn hơn, nến và hoa tươi dẫn đường cho cô tiến vào. Khi cô vừa bước chân vào vòng nến hình trái tim thì trên sân khấu đèn vụt sáng, hình ảnh Jo Hyun vô cùng đẹp trai bên cây đàn piano hát lên bài ca ngọt ngào say đắm. Nhìn màn hình chiếu lên những khoảnh khắc xinh đẹp của mình, Mizi rơi nước mắt. Thật không biết là do cô xúc động hay áy náy vì mình đã lừa dối anh. Một màn lãng mạn rồi cũng đến hồi kết, cô quay trở lại nhà mình. Đột nhiên cô nhớ lại hồi ức tươi đẹp của mình và Mi Ưng Hô Ôn. Khó khăn trong việc lựa chọn một trong hai người đàn ông khiến cô bất lực đến bật khóc. Cô nhìn vào gương và trầm tư, nhưng cô vẫn chưa tưởng tượng được ra rằng hậu quả khi tiếp tục với hai người đàn ông cùng một lúc, cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Hôm đó, Mi Ưng Hô Ôn ở công ty gọi điện cho Mizi nói cô tới. Mizi nghĩ rằng Mi Ưng Hô Ôn có chuyện riêng muốn gặp cô nên không qua đó. Thật không ngờ hôm nay là ngày Jo Hyun tới thăm khách sạn và chào hỏi mọi người. Khi vào đến phòng, Mizi thấy anh liền hoảng hốt. Sau khi giới thiệu các nhân viên xong thì đến trưởng phòng. Trong lúc hai người đang bắt tay nhau, Mi Ưng Hô Ôn vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn ở trên tay cô, trong lòng dâng lên sự nghi ngờ. Mà Jo Hyun sau khi chào hỏi mọi người xong thì mời Mi Ưng Hô Ôn đến gặp vị hôn thê của mình. Mizi khi này đã có mặt ở địa điểm hẹn là tầng 20 của tòa nhà. Cô theo địa chỉ đi tới phòng anh đã đặt sẵn, nhìn chiếc nhẫn trong tay, Mizi ngắm nó hồi lâu. Lúc này Jo Hyun bỗng gọi điện đến nói rằng có thêm một người đến ăn cơm cùng. Cô cũng có chút tò mò, nhưng mà không phát hiện ra có chuyện gì lạ. Hai người không biết mình đang yêu cùng một người phụ nữ. Jo Hyun đẩy cửa bước vào thì không thấy cô đâu nữa. Anh nói đi vào nhà vệ sinh tìm thử, nên chỉ để lại một mình ra Mi Ưng Hyun ngồi đợi. Mà đúng là cô đang ở trong nhà vệ sinh. Hai người cùng quay lại phòng ăn, khi cô vừa bước vào liền sững sờ đứng yên tại chỗ. Đến lúc này, anh vẫn không tin nổi mình lại mang một chiếc sừng dài như vậy. Không khí trở nên đông cứng. Ba người ngượng ngùng dùng bữa. Jo Hyun còn không ngừng giới thiệu cô. Anh còn nói với cô vài ngày trước còn gặp Mi Ưng Hô Ôn đi mua nhẫn. Nghe thấy điều này Mizi liền giật mình hoảng hốt đến nỗi đổ rượu vào người Jo Hyun. Anh chỉ đành ra ngoài thay áo. Nhân lúc anh vừa ra ngoài thì Mi Ưng Hô Ôn liền tức giận chất vấn Mizi, rốt cuộc cô đã lừa dối anh từ khi nào? Mizi chỉ có thể trả lời thật, từ rất lâu rồi. Cô còn đặc biệt nói sợ cả hai đều thay lòng nên chưa chính thức với bên nào hết.
Lời của cô khiến anh không dám tin cũng không biết nói gì. Jo Hyun quay lại thấy không khí có chút bất thường, cảm giác không đúng lắm. Tuy nhiên anh vẫn không nghĩ nhiều mà ngồi xuống tiếp tục bữa cơm. Bữa cơm mỗi người một cảm xúc cuối cùng cũng kết thúc. Jo Hyun rất tự nhiên giơ tay ra bắt tay đối phương, ai về nhà nấy. Mi Eun Ho Eun nghĩ một hồi vẫn không hiểu mình đã sai ở đâu mà cô lại đối xử với mình như vậy. Sau đó vẫn là tới tìm cô để hỏi lý do tại sao lại làm vậy với mình. Thế nhưng đáp án mà anh nhận được lại khiến anh lòng đau như cắt. Cô nói so với tình yêu của anh thì cô còn muốn nhiều hơn thế nữa. Vì vậy mà gặp được Jo Hyun cô đã động lòng. Cô cũng thẳng thắn nói mình chính là một người như thế, nên mong muốn anh hãy mau chóng quên cô đi. Mi Eun Ho Eun cố chấp hỏi cô trước giờ đã từng yêu anh hay chưa. Cô liền trả lời là chưa từng. Câu trả lời này khiến anh chết lặng. Một đêm trải qua đầy đau khổ, tim đã chết nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Ngày hôm sau anh vẫn tiếp tục đi làm và cô cũng nhận được lời phỏng vấn của đài truyền hình. Jo Hyun đến gặp cô và tặng hoa cho cô. Tình yêu của hai người thật khiến người khác ngưỡng mộ. Jo Hyun quả là anh bạn trai đáng đồng tiền bát gạo, còn thuê riêng một chiếc phi cơ để đưa cô đi ngắm cảnh. Chuyện tình mới lãng mạn làm sao? Phi cơ đưa thẳng anh và cô đến trước một ngôi mộ. Sau khi nghe anh giới thiệu mới biết thì ra đây chính là mẹ ruột của anh. Jo Hyun kể cho cô nghe chuyện của mẹ mình khiến cô nước mắt đẫm lệ. Đúng thật không phải diễn viên hạng thường, trình độ diễn xuất của cô nàng này cũng tốt quá đi, nước mắt nói rơi là rơi được. Miji cũng chia sẻ với anh quá khứ của mình, từ nhỏ cô đã bị bỏ rơi, đến giờ cô vẫn chưa từng quên đi việc tìm lại mẹ. Jo Hyun trở về thì vô cùng vui vẻ, còn rất tự nhiên khoe chuyện cầu hôn thành công với mọi người. Bạn của anh Cheon Jin sau khi biết chuyện liền tới khuyên Hyo hãy từ bỏ. Không ngờ hôm sau, bên thi công liền tìm đến cửa đòi công bằng. Bởi vì Hyo đã làm lộ ra bản thiết kế dẫn đến việc thi công của tập đoàn có khả năng phải dừng lại. Hyo vội mang bản thiết kế đến trường đại học và hỏi giáo sư, thì liền bị ông nói là cô đã ăn cắp ý tưởng của Miji. Hai người nghe xong thì liền tức giận, Cheon Jin yêu cầu phải báo cảnh sát đến xử lý, nhưng Hyo lại lo lắng chuyện này sẽ liên quan đến tập đoàn. Mà cô còn là bạn thân của Miji, chỉ đành bảo giáo sư. Sau khi điều tra xong, chân tướng thì liên lạc lại với cô. Chuyện yêu đương của các thiếu gia tiểu thư nhà tài phiệt trước nay vẫn là những câu chuyện được cánh nhà báo săn đón. Jo Hyun bên này bị bao vây bởi một đám các phóng viên. Hóa ra cánh nhà báo đã đào ra được gia cảnh của cô không mấy tốt đẹp, điều này ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng của tập đoàn. Mặc dù không tiếp nhận phỏng vấn trực tiếp, nhưng chuyện của anh và cô rất nhanh đã bị đưa lên đầu báo. Mẹ kế của anh cũng vì chuyện này mà đau đầu. Bà gọi anh đến trực tiếp nói gia cảnh của cô tệ như thế nên bà khuyên anh hãy chia tay cô đi, nhưng anh thì không chấp nhận. Mặc kệ cho bà có phản đối thế nào thì anh cũng phải cưới cô bằng được. Thấy anh nói thế thì bà cũng không biết phải nói gì thêm. Sau đó bà tìm trợ lý đến và bảo anh ta đi điều tra, phải tìm hiểu hết những chuyện từ nhỏ đến lớn của cô trong thời gian ngắn nhất. Đây chính là cánh cửa đầu tiên để bước chân vào được nhà tài phiệt. Mặt khác, Mi Eun Ho Eun đi gặp khách hàng Nhật Bản. Ở trong thang máy bỗng khách hàng vô tình nhìn thấy ảnh của Miji. Ông ta nói hình như đã từng gặp qua cô ở đâu rồi. Lập tức quản lý liền giới thiệu cô với khách hàng. Lúc này, đột nhiên ông khách hàng hỏi có phải cô đến từ Fukuoka không? Mi Eun Ho Eun tò mò hỏi ông ấy tại sao lại quen biết cô. Ông ta liền rút ví ra tìm bên trong một tấm danh thiếp, và chỉ vào hình cô gái nói rất giống. Vị khách còn nói nhớ là ở trong một quán bar nhỏ ở Nhật Bản. Nó là quán nổi tiếng ở trong khu đó rất có tiếng tăm hôm đó. Hai người đi cùng một thang máy. Anh không thể tin được cô bạn gái cũ đoan trang này lại có thể có bộ dạng thế kia, nên quyết định điều tra rõ mọi chuyện. Anh thông qua tấm danh thiếp trước đó tìm đến người đàn ông lúc trước cô nợ tiền. Cùng là đàn ông với nhau nên hắn ta cũng không giấu giếm, chỉ đưa cho Mi Eun Ho Eun một tờ địa chỉ muốn anh tự điều tra rõ. Trước khi đi, hắn còn nhắc nhở, hoa hồng thì đẹp nhưng gai trên người nó có thể khiến anh bị thương. Mi Eun Ho Eun nghe vậy trong lòng đã đoán được phần nào, nhưng anh vẫn không muốn tin sự thật này. Sau đó, anh lập tức bay sang nước ngoài. Cùng lúc này, Miji và Jo Hyun đang tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Vì để đẩy nhanh tốc độ mà cô còn đặc biệt mời chủ tịch đến xem biểu diễn. Lúc ăn cơm, ông còn đặc biệt mang đến tặng cô một chiếc dây chuyền bạc tỷ. Bên trong hộp còn để một tờ giấy, Miji lập tức cảm nhận được hạnh phúc chưa từng có. Nhìn thời gian đính hôn được ghi trên giấy thì cô cho rằng, dễ dàng như thế đã đạt được thành công. Không ngờ gả vào nhà giàu lại dễ như vậy. Cô không biết rằng hạnh phúc là điều không dễ dàng có được, quá khứ của cô rất nhanh sẽ bị bại lộ. Vừa về đến nhà, Hyo đã ném đống tài liệu vào mặt cô. Còn chưa đợi Miji kịp nói câu gì, Hyo lại tiếp tục cho cô một cái tát, và mắng cô đã trộm bằng tốt nghiệp còn chưa đủ à? Vậy mà còn dám trộm bản thiết kế của tôi. Vốn Miji còn muốn cứng miệng nhưng khi Hyo nói muốn công khai ra ngoài, thì cô lập tức sợ hãi. Cô sợ rằng sẽ mất đi tất cả nên cầu xin bạn thân đừng công khai chuyện tốt của mình. Hyo vốn là người mềm lòng, đối diện với sự cầu xin của bạn thân chỉ có thể bực tức bỏ ra ngoài. Cô nghĩ nếu như công khai thì cả tập đoàn và Jo Hyun đều bị liên lụy nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, thì cô quyết định chịu thiệt về mình.
Hôm sau cô liền gọi điện cho giáo sư và nói bản thiết kế đó là do cô và Miji cùng nhau làm. Cô khẳng định là không có sự sao chép mà Jo Hyun bên này cũng không biết gì. Còn đứng trước công chúng tuyên bố chuyện kết hôn. Sau khi biết được tin đó, Hyo chỉ biết ngồi ngơ và nhớ về hồi ức đẹp đẽ của hai người, nhưng mọi thứ cũng chỉ là kỷ niệm. Hôm sau, cô quyết định mang thư từ chức đến gặp Jo Hyun. Vì cô không đưa ra được lý do hợp lý nên anh tìm cách để giữ cô lại. Che On Jin cũng không nhịn nổi mà đi đến tìm Hyo. Anh không thể tin nổi cô lại giúp Miji, còn chất vấn cô là vì Jo Hyun sao? Che On Jin trực tiếp nói ra chân tướng rằng cô thích Jo Hyun, cứ nói thẳng ra là do Miji gây ra. Nhưng Hyo lại cho rằng nói hết ra như vậy sẽ khiến Jo Hyun bị tổn thương, thà rằng để mình chịu tổn thương là được rồi. Mặc dù đã hết lòng bao dung với Miji nhưng lúc này Mi Eun Ho On vẫn không chịu nổi, mà đi ra khắp các ngõ đen để tìm kiếm thông tin của Miji. Cuối cùng cũng tìm thấy một gương mặt quen thuộc được dán trên đó là ai, thì cũng khó chịu. Anh không chấp nhận nổi sự thật này. Sau khi ra ngoài thì ở đâu anh cũng thấy hình nóng của cô. Loại cảm giác này đối với người đàn ông mà nói chính một loại đau đớn vô cùng. Cảm giác này không phải ai cũng hiểu được. Mặc dù sự thật đã bày ra trước mắt, nhưng anh vẫn muốn đến trường đại học để hỏi lại. Người quản lý nói với anh rằng không hề có ghi chép về Miji. Lúc này anh mới biết thì ra trước giờ mình đều sống trong sự dối trá của cô. Sau khi về đến khách sạn, thì anh lập tức muốn loại bỏ hết những thứ liên quan đến cô. Bên này, mẹ kế của Jo Hyun sau khi cho người điều tra về cô cũng đã có kết quả. Mọi chuyện được phơi bày, kể cả việc cô bị bỏ rơi từ nhỏ và được nhận nuôi tại Nhật Bản. Sau khi rớt đại học thì làm gái quán bar. Sau đó vì muốn tìm lại mẹ ruột và tránh xa quá khứ đó nên quay về Hàn Quốc. Dưới sự chiếu cố của Mi Eun Ho On mà thuận lợi lên làm trưởng phòng, hơn nữa còn có quan hệ yêu đương với anh ta nhưng hiện tại Miji vẫn chưa tìm được mẹ ruột của cô. Sau khi trợ lý báo cáo xong, thì bà đã nghĩ cách làm thế nào để khiến cô rút lui. Bà hẹn cô tới gặp mặt, bà cũng không vòng vo trực tiếp nói hai người không hợp, còn nói cô đừng quên thân phận của mình. Miji ngạc nhiên hỏi tại sao bà lại ngăn cản hai người họ. Bà lập tức nói ra ba điều. Một là cô nhi và gia cảnh không tốt. Thứ hai, cô từng có quan hệ yêu đương với giám đốc. Thứ ba là cô có quá khứ không sạch sẽ trong 10 năm liên tiếp. Miji cảm thấy rất bất công vì bà lấy những thứ trong quá khứ của cô ra để ngăn cản hai người. Kết hôn là không hợp lý, bà chắc chắn nếu lấy cô về, thì sẽ khiến cả tập đoàn bị ảnh hưởng và công ty bị xuống dốc. Bà nhất định không cho việc này xảy ra. Thế nhưng miếng mồi béo bở sao có thể để thoát khỏi tầm tay, Miji không chấp nhận chia tay. Sau khi nói chuyện với bà xong liền trở về nhà. Vì gọi điện cho cô không được nên Jo Hyun đã tìm đến trước cửa nhà cô. Không phải lúc này thì là lúc nào nữa, Miji lập tức mách chuyện mẹ kế không chấp nhận quá khứ của mình với Jo Hyun, rồi quay lưng rời đi. Một câu nói đã gây lên mâu thuẫn giữa hai mẹ con họ. Jo Hyun lập tức về nhà gặp mẹ kế nói chuyện. Vừa gặp anh đã liền nói, cứ cho là không có học lực, và gia đình giàu có như thế thì không được kết hôn sao. Mẹ anh cho rằng họ phải tìm được một người môn đăng hộ đối mà Miji không phù hợp với bất kỳ điều kiện nào. Bà đang định nói ra chuyện cô từng làm gái tiếp rượu thì lập tức bị anh chen ngang. Anh tiếp tục nói với mẹ rằng cho dù thế nào cũng phải kết hôn với Miji, và anh cũng hy vọng họ sẽ không vì chuyện này mà cãi nhau. Bên này Mi Eun Ho On sau khi điều tra rõ tất cả về Miji, không những từng làm gái quán bar mà còn làm giả cả bằng đại học. Khi cô đến tìm giáo sư thì ông lại bày ra vẻ mặt ngượng ngùng nói là Mi Eun Hyun bảo ông đổi người khác. Cô vừa ngỡ ngàng vừa tức giận mắng ông ta lừa đảo. Sau khi quay về khách sạn thì cô liền thấy video của mình trong thang máy đã biến mất. Sau đó cô lại nghe các đồng nghiệp bàn tán. Cô phát hiện trong thùng rác có vật dụng của mình. Trong lòng tức giận không hiểu vì sao, cô liền hẹn Mi Eun Ho On trên sân thượng. Đối diện với Miji trách mình vô tình thì anh nhận hết tất cả. Anh còn khuyên cô đừng tiếp tục nói dối để hãm hại người khác nữa. Anh nói sẽ lấy lại hết những thứ đã cho cô, bởi vì trước đó là yêu cô nên mới thế. Bây giờ anh sẽ giúp cô quay về con số 0. Miji nghe mà không hiểu. Hôm sau cô và Jo Hyun đến thử đồ cưới. Jo Hyun nói về chuyện nghe thấy đồng nghiệp nói xấu sau lưng cô. Nhưng Miji lại giấu đi nói rằng không tốt để nói ra bởi phụ nữ thường nhiều vấn đề, có thể là đố kỵ với cô chẳng hạn. Cô cũng không ngại đạp anh người yêu cũ xuống vũng bùn, nói giám đốc Giang ở khách sạn có quan hệ thân mật với rất nhiều phụ nữ khác trong khách sạn, thường lấy lý do là mời ăn cơm hoặc là trong công việc thường mua cả rượu vang và một số đồ khác đến bắt mọi người ngồi đó, với lý do là một mình sợ cô đơn. Để tăng mức độ nghiêm trọng, cô còn nhỏ giọng nói có lúc anh ta cũng làm vậy với mình khiến mình vô cùng khó chịu. Jo Hyun sao có thể để chuyện này xảy ra trong khách sạn mình được, vì vậy đã đến tìm Mi Eun Ho On, nói trong khách sạn có tin đồn giữa anh và cô, chứ không nói về quan hệ yêu đương của hai người. Nhưng Jo Hyun cũng không xác định được ai mới là người nói thật. Vì vậy cách tốt nhất để sau này hai người còn có thể làm việc cùng nhau, Jo Hyun nói với Mi Eun Ho On, em tin anh chắc chắn có người muốn gây mâu thuẫn giữa chúng ta nên mới đồn như thế. Bởi vì tin đồn của anh và cô đã ảnh hưởng đến khách sạn, cho nên anh bảo đảm với Jo Hyun, đợi anh làm xong chuyện cần làm, sau đó sẽ chủ động rời đi. Còn làm gì thì không nói.
anh muốn dùng chức vụ của mình để khiến cô phải quay trở lại điểm xuất phát. Mấy ngày sau, mẹ kế sắp xếp một buổi ăn cơm. Sau khi bốn người ngồi xuống thì bà nói còn một vị khách bí ẩn khác, vị khách bên đó sắp tới rồi. Jo Hyun ngạc nhiên muốn biết người đó là ai. Nhưng mẹ kế lại tỏ ra bí ẩn nói có thể là sẽ dọa đến Mi Ji đó. Đúng lúc này quản gia bước vào thông báo Mi Eun Ho Eun đã đến. Mi Eun Ho Eun bước vào chào hỏi mọi người. Tuy nhiên khi bắt gặp ánh mắt của Mi Ji, vẻ mặt của hai người có chút ngượng ngùng. Lẽ nào tại đây bà muốn vạch trần quá khứ của cô? Mi Eun Ho Eun vừa ngồi xuống bà liền hỏi bao giờ anh kết hôn. Chủ tịch nghe thấy thế bày tỏ sự quan tâm hỏi đối tượng là ai. Anh chỉ có thể ngượng ngùng nói bọn họ vừa chia tay. Thế nhưng bà lại hỏi thêm người đó tên gì? Sao hai người lại chia tay? Jo Hyun lúc này cảm thấy có gì đó không ổn nên muốn đổi chủ đề. Nhưng Mi Eun Ho Eun lại lên tiếng nói, bạn gái cũ của tôi là người muốn được nhiều người giúp cô ấy hoàn thành nguyện vọng. Có lẽ tôi không đủ năng lực và điều kiện của tôi không bằng cậu ta. Bởi vì tham vọng của cô ấy còn lớn hơn nữa nên chúng tôi đã chia tay. Khi diễn biến đang vô cùng căng thẳng, anh dường như sắp vạch trần mọi chuyện, thì chủ tịch bỗng phát bệnh khiến bữa ăn bị gián đoạn. Jo Hyun và mẹ kế đưa chủ tịch về phòng chỉ để lại cô và anh. Họ vừa nói đến chuyện tình cảm thì lập tức bị Jo Hyun đứng bên ngoài nghe được. Lúc này anh mới biết thì ra hai người họ chỉ vừa mới chia tay. Mi Eun Ho Eun hỏi cô có yêu Jo Hyun thật không nhưng Mi Ji không trả lời. Jo Hyun trong lòng có chút biến đổi. Trên đường đưa cô về nhà, Mi Ji liên tục chủ động nói chuyện với Jo Hyun nhưng anh đều trả lời cho có. Mấy hôm sau, đột nhiên mẹ của Mi Eun Ho Eun qua đời nên Jo Hyun cũng đại diện đến viếng. Lúc ra về không ngờ lại nhìn thấy người đàn ông kia, anh lập tức nhớ lại hình ảnh cô bị người đàn ông đó đuổi. Cảm thấy có uẩn khúc nên anh đã bảo trợ lý đi điều tra. Hôm sau anh hẹn cô ra và hy vọng cô có thể nói ra tất cả, nhưng không ngờ khi anh nhắc đến hai người đàn ông đó thì cô lại chọn cách che giấu. Bởi vì thái độ này, anh liền nói gần đây công việc có chút bận nên tạm thời đừng gặp nhau nữa. Mi Ji không hiểu, nhưng mấy ngày sau đó cô liên tục chủ động đến tìm Jo Hyun. Gọi điện không nghe nên cô đến tận cửa tìm thì bị từ chối gặp. Trong khi này Jo Hyun vẫn luôn điều tra quá khứ của cô. Anh tới tìm Mi Eun Ho Eun để hỏi rõ mà Mi Eun Ho Eun cũng không có ý định giấu giếm. Mi Eun Ho Eun liền kể hết chuyện tình cảm của mình và cô cho Jo Hyun nghe. Anh cũng kể lại chuyện của mình nên ngay sau đó, liền đứng dậy đi tìm người đàn ông kia. Ở khách sạn, Mi Ji nghe ngóng được người đàn ông kia đang tìm cô khắp nơi. Thêm chuyện đột nhiên Jo Hyun không muốn gặp mình nữa khiến cô lo sợ chuyện mình làm gái quán bar bị lộ ra. Cô muốn tìm thấy người đàn ông đó, trước anh nhưng hiện tại anh đã đi đến nhà tên đó. Cô tìm khắp các phòng thì cuối cùng cũng tìm thấy tên đó trước Jo Hyun. Mục đích cuộc đối thoại của hai người rất rõ ràng. Cô thì không muốn mất đi tất cả, nên hy vọng hắn ta có thể giúp mình giữ bí mật. Thế nhưng không ngờ, mục đích của hắn ta lại rất đơn giản là muốn bảo vệ cô, bởi vì hắn ta vốn coi cô là người hắn yêu nhất. Hắn ta nói, ngay từ đầu tôi đã không để cô tiếp khách, mặc dù tôi là làm kinh doanh bẩn nhưng trước giờ chưa từng để người nào làm nhục cô. Năm đó cô nghĩ rằng tôi nuôi cô lớn là để cô kiếm nhiều tiền cho tôi sao? Cô nghĩ nhiều rồi, không có cô thì quán của tôi vẫn hoạt động bình thường. Cô biết tại sao tôi vượt hàng nghìn km để tới Hàn Quốc không? Bởi vì cô. Mi Ji nghe xong cô chỉ biết quỳ xuống cầu xin anh ta giúp mình. Chỉ cần anh ta giúp mình giữ bí mật thì bảo cô làm gì cũng được. Cho dù có là quay lại làm việc hay tiếp khách thì đều được. Lúc này đàn em của hắn đến báo có người tới. Hắn nhìn thấy đàn em dễ dàng bị đánh gục đối phương. Nói muốn đưa anh ta đến gặp người. Mi Ji ngó ra nhìn thì hóa ra là trợ lý của Jo Hyun. Ngay sau đó, ông liền bị đàn em của cậu đưa đến một nơi khác. Mi Ji vội vàng đuổi theo nhưng lại bị chặn lại ngoài cửa. Hai người đàn ông gặp mặt chưa kịp nói chuyện thì điện thoại của người đàn ông vang lên, là Mi Ji gọi tới uy hiếp anh ta không được nói ra mọi chuyện. Anh ta nói mình sẽ chú ý lời nói, nhưng sau đó lại nói ra hết mọi chuyện. Anh ta nói, cô ấy không phù hợp với cậu. 15 tuổi, đã đến vũ trường làm việc, sau khi rời khỏi mẹ nuôi thì ở với tôi. Năm cô ấy thực sự nổi tiếng thì là năm 21 tuổi. Mùa xuân năm nay cô ấy lại trốn về Hàn Quốc. Chuyện sau đó chắc cậu cũng biết rồi. Mi Ji không thích hợp để sống với tầng lớp như cậu, mà nên ở cạnh những loại người như tôi. Jo Hyun ở một bên nghe mà trong lòng thầm kinh ngạc. Anh ta rời đi rồi mà anh vẫn không dám mở mắt nhìn tấm danh thiếp, bởi vì anh không tin nổi người mình yêu lại có quá khứ như thế. Sau khi xuống lầu, thì cô lập tức kéo anh ta lại và kích động hỏi anh ta đã nói những gì. Anh ta liền nói lớn, tôi yêu Giang Mi Ji. Giang Mi Ji đã tốt nghiệp đại học từ Nhật Bản về Hàn Quốc, thì làm việc ở khách sạn và trường đại học, nhưng thật ra lại là một cô gái tiếp rượu. Nói xong, anh ta còn khuyên cô thật lòng là nên rời khỏi đây đi. Anh ta cho rằng chỉ có trở về với anh ta thì cô mới như cá gặp nước được. Anh ta cũng biết cô sẽ tổn thương nên trước khi đi còn nói nếu cuộc sống không ổn cứ gọi anh ta sẽ đến đón cô ngay. Sau đó cô muốn lên lầu để gặp Jo Hyun giải thích nhưng lại bị trợ lý ngăn lại. Đây chính là báo ứng mà. Hôm sau, Jo Hyun điên cuồng tập luyện, sau đó anh còn chạy đến hồ bơi. Anh muốn quên đi những chuyện vừa rồi. Cô gọi cho anh rất nhiều cuộc điện thoại nhưng đều không được.
cô quyết định đến lấy lòng chủ tịch trước nhưng sau đó lại gặp mẹ kế. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Sự việc thành ra như này nên bà cũng nói luôn. Cô muốn ra ngoài du học hay mua nhà, mua xe gì đều đồng ý, điều kiện duy nhất đó là chia tay anh đi. Câu trả lời rằng không phải vì vật chất mà bản thân thực sự yêu Jo Hyun. Bà nói có trách thì trách quá khứ không trong sạch của cô, lời nói của bà đâm thẳng vào trái tim của Mizzy. Không lâu sau, người đàn ông tìm đến mẹ kế. Anh ta nói ra quan hệ của mình và chuyện liên quan đến Mizzy. Bà nghe xong thì tức giận vô cùng, nói nửa ngày, mục đích của ông cũng chỉ là đưa Mizzy đi. Bà nghe những điều này thì càng tức giận, nhìn lên tấm danh thiếp, bà lại có thêm lý do để tách rời hai người. Mizzy ở công ty đột nhiên nhận được thư từ cục cảnh sát, mở ra xem lại phát hiện là thư cáo trạng làm giả tài liệu. Cô tới gặp Mi Eun Ho ôn chất vấn, anh cũng thừa nhận đó là do mình làm, sau đó còn nói cô sau này không cần đến công ty làm việc nữa. Cô không biết hối cải mà còn cố gắng ngụy biện nhưng Mi Eun Ho ôn lại nói tất cả chuyện của cô anh đã điều tra rõ. Anh còn nói sẽ nói với chủ tịch và cả vị hôn phu của cô. Thế nhưng người phụ nữ này lại thật trơ trẽn đòi anh giúp mình quay lại như ban đầu, nhưng cô không biết anh vẫn luôn giúp cô làm lại từ đầu. Anh khuyên cô đừng tiếp tục như thế nữa. Hôm sau, tại buổi họp báo, Mizzy tuy không hề nhận được lời mời nhưng vẫn đến. Cô đứng dưới âm thầm nhìn Jo Hyun, Mi Eun Ho ôn lo sợ cô sẽ làm loạn nên đứng bên cạnh trông. Sau đó mẹ kế liền hẹn Mizzy ra nói chuyện riêng. Vừa vào phòng thì lời chào hỏi là một cái tát, mẹ kế hung ác nói hóa ra cô là loại người như thế. Cô vội vàng quỳ xuống xin lỗi. Bà ra lệnh cho cô đứng lên rồi tiếp tục tặng cho cô một cái tát. Thấy cô mặt dày không chịu nhận, bà ném ra một sấp ảnh. Tất cả đều là những bức ảnh trước đây cô từng làm gái quán bar, còn nói cô đừng mong bước chân được vào nhà này. Nói xong bà liền rời đi, nhưng vừa ra tới cửa thì bà gặp con trai đi tới. Anh đi thẳng tới căn phòng đó, còn cô thì gào khóc trên những bức ảnh. Anh đi vào và muốn đối chất với cô nhưng Mizzy lại hoảng hốt nhặt những bức ảnh lên rồi bỏ chạy ra ngoài. Về đến nhà thì Mizzy hoảng sợ đến nỗi không nuốt nổi cơm. Bạn thân sau khi biết liền an ủi cô, nhưng chuyện xấu không ngừng ập tới. Đột nhiên chuông cửa reo, Hee-jo ra mở lại phát hiện là cảnh sát tới khiến cô lập tức hoảng sợ. Hee-jo cũng cảm thấy ngạc nhiên. Sau đó cô bị cảnh sát đưa đi với tội danh làm giả tài liệu. Hee-jo lo sợ, liên tục gọi cho Jae-on Jin. Sau đó cậu nói lại chuyện đó cho Jo Hyun. Mizzy vì ngụy tạo tài liệu cho nên đã bị cảnh sát đưa đi. Anh cũng hốt hoảng và muốn đi giúp cô, nhưng Jae-on Jin nhắc nhở anh hãy suy nghĩ kỹ một chút, bởi vì việc làm của cô đã ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty. Mẹ kế vì chuyện này cũng nổi giận với Mi Eun Ho ôn và muốn anh nghĩ cách làm sao để tin tức này biến mất. Sau đó, bà lại tìm đến con trai và bảo anh ngay lập tức tuyệt giao với Mizzy, rồi công khai hủy hôn với cô, thân là mẹ và cũng là phó tổng của công ty. Nên làm như thế không những không gây ảnh hưởng đến công ty, mà còn giải quyết luôn người con dâu phức tạp này. Bên này Mizzy đang bị tra khảo. Luật sư nói với cô rằng cô có thể bị phạt tù đến 1 năm 6 tháng. Trong lúc cô chuẩn bị thừa nhận thì luật sư kịp đi tới. Cô như tìm thấy ánh sáng, lập tức cảm ơn ông, nhưng ông lại nói cô nên cảm ơn vị hôn phu của mình. Hóa ra là Jo Hyun ở đằng sau đã giúp đỡ cô. Anh mời luật sư giúp cô, không ngờ còn thông qua ông để tìm hiểu được về quan hệ giữa Mizzy và mẹ kế. Không uổng bao nhiêu công sức cuối cùng, cũng điều tra ra Mizzy và mẹ kế là mẹ con ruột. Năm đó mẹ của Jo Hyun sau khi mất, thì bà nội vì đã có một đứa cháu trai rồi nên không muốn có thêm nữa. Chủ tịch vì không muốn có đứa con riêng của vợ nên vẫn luôn giấu sự thật này đi. Vì vậy mà Mizzy từ lên 9 tuổi đã bị bỏ rơi cho người khác nhận nuôi. Nghe xong, anh cũng xem như đã hiểu ra vấn đề. Từ nhỏ cô đã bị bỏ rơi, xem ra những chuyện cô phải làm trong quá khứ cũng là bất đắc dĩ. Sau đó anh lại đến tìm bố muốn xác nhận sự thật và câu trả lời của ông cũng y như vậy. Anh đi đến nơi mà cô bị bỏ rơi, mà trong đầu còn hiện ra cảnh tượng cô lúc còn nhỏ. Đối diện với gương mặt ngây thơ, anh cảm thấy cô là đáng thương hơn là đáng trách. Anh không nhịn nổi mà rơi nước mắt. Cùng lúc này, mẹ kế lại lần nữa đến cảnh cáo cô. Bà yêu cầu cô ngay lập tức đoạn tuyệt quan hệ với Jo Hyun và công ty. Cô đối mặt với bà, không biết phải nói gì, nhưng khi bà quay người bỏ đi thì cô liền gọi bà lại. Cô bày tỏ mình luôn có cảm giác muốn gọi bà là mẹ. Dù cô là một cô nhi có rất nhiều mẹ, nhưng bà là người cho cô cảm giác muốn gọi là mẹ từ đáy lòng. Bà cảm động rớt nước mắt nhưng lại nói rằng đó là vì Jo Hyun mà thôi. Mà hôm sau, trên TV cùng các mặt báo xuất hiện hàng loạt những tin tức thiếu gia tập đoàn có tiếng, lại qua lại với gái tiếp rượu mà trên mạng cũng bắt đầu phát các tin tức liên quan. Vì để giải quyết mọi chuyện nên bà chỉ đành đích thân ra tay. Bà đứng ra mở buổi họp báo gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người, còn nói rằng quan hệ của hai người hiện tại đang trong trạng thái hủy hôn. Bà nói chuyện này đã tạo nên ảnh hưởng không nhỏ với tập đoàn, nên sau khi xảy ra chuyện này, lương tâm của Mizzy trỗi dậy nên đã quyết định hủy hôn. Sự việc vốn tưởng như vậy là kết thúc nhưng khi đến khách sạn Mi Eun Ho Ôn, cũng bị đám phóng viên hỏi thăm về quan hệ yêu đương với Mizzy. Còn cả chuyện làm giả bằng đại học cũng bị lộ ra. Nhân viên trong công ty cảm thấy anh rất đáng thương.
nhìn hình ảnh trên TV thì đột nhiên Mizi nhớ đến lời Giang Mi Ưng Hô Ôn từng nói, để em trở về như ban đầu là trách nhiệm của anh. Lúc này cô mới hiểu là anh ấy đang cứu cô. Chuyển cảnh, đứa con gái bị bỏ rơi và người mẹ giàu có của mình gặp lại nhau sẽ như thế nào? Dưới trời mưa thì cô theo lời hẹn đi đến nhà thờ, hóa ra Jo Hyun muốn cô và người mẹ đã bỏ rơi cô từ nhỏ gặp lại nhau. Lúc này bà đã tới đây trước. Nhà sơ nói với bà rằng con gái bà hôm nay sẽ tới. Bà nghe xong liền sợ hãi vì không có dũng khí gặp con gái, vội vàng muốn rời đi, nhưng lúc này hai người đã đi tới. Bà ngạc nhiên khi thấy Jo Hyun ở đây, nhưng còn ngạc nhiên hơn khi nhà sơ nói con trai bà chính là vị hôn phu của con gái bà. Ngỡ ngàng bật ngửa, bà không thể nào tin nổi cô lại chính là đứa con gái mình đã bỏ rơi năm nào. Jo Hyun nói, Mizi, hãy chào mẹ của mình, nhưng cô cho rằng nhất định là có sự nhầm lẫn ở đây. Không thể nào người ngăn cản cô kết hôn lại chính là người mẹ ruột đã bỏ rơi mình được. Bà mẹ không chịu được cú sốc này hoang mang mà chạy đi. Mizi cũng hoảng hồn không kém. Jo Hyun đã nói với cô chuyện tình của bố anh và bà. Thế nhưng cô không có cách nào tha thứ cho bà, một người phụ nữ vì theo đuổi tình yêu mà bỏ rơi con của mình. Anh nói, thật ra bà ấy cũng có nỗi khổ riêng, năm đó còn có sức ép của bà nội. Hơn nữa, bố anh bởi vì nghe ngóng được cô sống rất tốt nên đã không tìm kiếm, đến giờ ông vẫn luôn hối hận không tìm lại cô sớm hơn. Bên này người mẹ nghĩ lại vô cùng hối hận vì quyết định năm đó của mình. Còn bên này Jo Hyun bày tỏ dù đã biết hết sự dối trá của cô, nhưng vẫn không ngừng có tình cảm đối với cô. Jo Hyun đưa cô trở về. Về đến nhà thì cô liền thấy Mi Ưng Hô Ôn, anh nói với cô anh sẽ xử lý mọi chuyện, chỉ cần cô phối hợp với anh đúng một chuyện. Trong lúc cảnh sát hỏi thì cứ nói hết mọi chuyện là do anh làm. Cô là nhận lệnh của anh nên mọi lời nói dối của cô trước giờ đều không tồn tại. Đây đều là những lời anh đã nói rằng sẽ đưa cô về như ban đầu. Anh nói được làm được, anh vẫn luôn yêu cô. Lúc này cô cũng bắt đầu thấy có lỗi với anh. Về đến nhà, cô cầm lấy dây chuyền và nhớ đến những ngày tháng sống hạnh phúc bên anh, nhưng cô lại nhớ đến mẹ của mình. Nếu như không phải bà đã bỏ rơi cô, thì sẽ không khiến cô bị mất đi cả danh vọng lẫn tình yêu. Nghĩ đến đó, cô lập tức ném dây chuyền lúc nhỏ bà tặng vào thùng rác. Lúc này trên TV và báo đã phát các tin tức liên quan đến quá khứ của Mizi và cả chuyện phó tổng của tập đoàn là mẹ ruột của cô. Cheon Jin sau khi biết tin lập tức báo cho Jo Hyun để nghĩ cách giải quyết. Cùng với đó, mẹ kế sau khi đọc được tin thì vô cùng tức giận và yêu cầu trợ lý mau chóng giải quyết. Bà muốn dừng hết các trang đang phát sóng tin tức này. Chủ tịch sau đó cũng đến công ty để gặp vợ. Bên ngoài là hai hàng dài phóng viên đã chờ sẵn. Trong lúc hai người nói chuyện thì bà cũng tức giận vì chuyện ông đã giấu mình lúc đó. Năm đó, vì để giữ vợ mà rõ ràng ông biết cuộc sống nhận nuôi của Mizi vô cùng không tốt, nhưng lại nói dối bà là sống rất tốt, thêm sự ngăn cản của mẹ chồng nên năm đó bà cũng không đến tìm lại Mizi. Bây giờ cuộc sống của cô bị đảo lộn như thế khiến ông cũng thấy rất tự trách. Bà không chấp nhận nổi vì lợi ích của công ty mà làm như thế với con mình nên bà đề nghị ly hôn với chủ tịch. Đúng lúc này, trợ lý đến báo rằng đã tìm được người tung ảnh của Mizi lên. Nhớ lại hôm đó bà đã dùng những bức ảnh đó để sỉ nhục cô. Bà không thể chấp nhận nổi chuyện mình đã làm nên kích động đến nỗi ngã ra đất. Bà liền được đưa tới bệnh viện, khi do đến nói với Mizi, nhưng cô không có cách nào chấp nhận người mẹ này nên không muốn đến thăm bà. Với tin tức không ngừng truyền đi, thì người đàn ông lập tức đến công ty đòi gặp Jo Hyun. Đối diện với đám phóng viên, anh ta như một tên điên. Người đàn ông này tuy thô lỗ nhưng nói đến cùng vẫn là có tình có nghĩa. Anh ta cũng thực lòng yêu Mizi, nên đối với những tin tức trên báo khiến anh ta không thể nào chấp nhận nổi. Sau một hồi làm loạn cuối cùng cũng gặp được Jo Hyun, đứng trước anh ta trách móc anh mặc dù nói yêu cô nhưng hành động lại không khác gì Mi Ưng Hô Ôn. Anh muốn cho cô quay về vạch xuất phát, nhưng anh ta không muốn hiểu, anh ta chỉ đơn giản là muốn bảo vệ cô. Hôm sau cảnh sát đến bắt Mi Ưng Hô Ôn mà cô cũng bị cưỡng ép đưa đi. Người đàn ông lao vào nhà vội vàng thu dọn đồ đạc. Cô hỏi anh ta muốn làm gì, anh ta nói muốn cô cùng mình trở về Nhật Bản. Cô nghe xong thì liền bật khóc, và nói nhất định sẽ không quay về cái nơi đã hủy hoại cuộc sống của cô. Cô cầu xin anh ta hãy tha cho mình. Lần này, anh ta cũng không hề gượng ép cô. Vốn tưởng anh ta đã buông tha cho mình, không ngờ mấy ngày sau, khi cô và Hyo đang ở trong nhà nói chuyện thì có tiếng chuông cửa. Cô vừa mở cửa ra thì lập tức bị người đàn ông kéo một phát ra ngoài, không để cô có cơ hội giải thích rồi kéo cô nhét vào trong xe, rồi chạy đi giữa đám người. Hyo chứng kiến một màn quá nhanh quá nguy hiểm lập tức vào nhà, và gọi điện thoại cho Jo Hyun. Nhận được tin, anh liền lái xe đi tìm cô. Nhờ có sự trợ giúp của trợ lý thì anh đã biết vị trí của họ. Khi này hai người cũng đã đi đến địa điểm, anh ta xuống xe và kéo theo cô chạy về phía tàu đã đợi sẵn. Lúc chuẩn bị lên tới tàu thì cô lập tức cắn vào tay anh ta một cái, sau đó liều mạng chạy quay về. Vừa hay Jo Hyun cũng tới nơi. Trong lúc anh ta đang cố gắng kéo cô quay trở lại về tàu thì Jo Hyun kịp lao tới cho hắn một quả đấm. Cứ thế hai người lao vào đánh nhau. Thấy không thể nào ngăn cản được họ, cô lập tức nhặt chiếc liềm ở dưới chân lên và uy hiếp hai người buộc họ phải dừng tay.
Đúng lúc này, một đoàn xe cảnh sát đi tới. Người đàn ông cảnh cáo cô, nếu không nhanh lên thì sẽ muộn mất. Hai bên vô cùng căng thẳng khi cô vừa định đi lên phía trước, thì lại vô tình ngã xuống biển. Jo Hyun mặc dù không biết bơi nhưng vẫn cố gắng nhảy xuống và cứu được cô lên. Lúc này anh mới biết được mình đã thực sự yêu cô. Anh thì không sao, nhưng cô thì phải nhập viện trong trạng thái hôn mê. Thông qua tin tức trên TV, mẹ ruột nhận được tin tức thì lập tức bị dọa sợ. Tuy vô cùng lo lắng nhưng bà lại không có dũng khí đến gặp đứa con gái này. Mi Eun Ho Eun sau khi biết tin cũng liền đi tới. Hi Jo nhận được tin cũng lập tức chạy tới bệnh viện. Jo Hi Eun lúc này vẫn luôn túc trực bên cạnh cô, người đàn ông đi tới. Thật ra tình yêu của anh ta cũng không hề kém cạnh ai, chỉ là phương thức và cách tiếp cận của anh ta không giống người khác. Trong cơn hôn mê, anh ta bày tỏ những lời trong lòng mình. Quá khứ từng làm gái tiếp rượu là cơn ác mộng đối với cô, nhưng tôi lại thích dáng vẻ đó, đừng đem nó trở thành hồi ức đáng sợ nữa. Nói xong liền lấy ra chiếc sáo mà cô từng sử dụng và nhớ lại hình ảnh cô của những năm trước. Thấy cô sống chết, cũng không chịu đi theo mình nên ông khẳng định chắc chắn cô đã yêu Jo Hi Eun. Dường như ông cũng có cảm xúc như thế, khi thật lòng yêu một ai đó thì nên để họ có được hạnh phúc. Dù không nỡ nhưng cuối cùng ông vẫn chọn rời đi. Ra ngoài lại vô tình gặp Jo Hi Eun. Anh ta nói mình rất ngưỡng mộ anh, còn nói sau này anh phải đối xử với cô thật tốt. Sau khi đưa lại cây sáo của cô cho Jo Hi Eun, anh ta rời đi. Mi Eun Ho Eun cũng bị cảnh sát bắt giam. Công ty lập tức tuyên bố về những việc của anh cho công chúng. Mi Ji trong phòng bệnh cuối cùng cũng tỉnh lại. Mẹ cô không nhịn nổi mà quyết định đến thăm cô. Hi Jo rời đi, để lại hai mẹ con họ nói chuyện. Lúc này chủ tịch cũng đến thăm cô. Trong phòng bệnh, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Bà nói chuyện với cô nhưng cô không muốn trả lời. Cô nói bà không có tư cách nói chuyện với mình. Khi cô đứng dậy muốn ra khỏi giường thì mẹ cô lập tức quỳ xuống. Cô muốn ngăn cản, nhưng bà vẫn khóc lóc bày tỏ mình rất hối hận về chuyện năm đó. Nhưng cô lại không chấp nhận được điều này. Bà còn dám xưng là mẹ sao? Vì muốn cuộc sống tốt hơn mà nhẫn tâm bỏ rơi đứa con gái 9 tuổi. Như thế mà là mẹ sao? Tôi chưa từng được sống như người bình thường. Ngày nào cũng phải tiếp rượu, đến khi tôi không còn một đường sống nào nữa. Nên tôi đã bắt buộc phải vào làm gái nhảy trong quán bar. Cho đến khi Jo Hi Eun đi vào khuyên thì bà mới đau lòng mà rời khỏi phòng bệnh. Biết là mẹ mình đã vô cùng hối hận, nhưng cô cũng không có cách nào tha thứ cho bà được. Mi Ji vừa ra viện thì cô đã lập tức đến đồn cảnh sát tự thú và nhận mình đã ngụy tạo tài liệu giả. Ngày cô chính thức bị bắt thì anh đứng ở bên âm thầm tiễn cô. Trong lúc cô bị đưa tới nhà tù thì một mình anh đi tới bờ sông. Trong đầu anh liên tục gợi lại những ký ức về cô. Một năm sau, Mi Eun Ho Eun tới làm bác sĩ trong một viện dưỡng lão. Mi Ji cũng đã thay đổi và trở lại với cuộc sống bình thường. Ngày cô ra tù, Hi Jo đã đích thân tới đón. Cô với Hi Jo vẫn luôn là bạn tốt. Chủ tịch muốn đưa hai mẹ con họ sang nước ngoài để họ quên đi quá khứ đau buồn, cũng như bồi đắp tình cảm. Ông hy vọng họ có thể bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng đến ngày bay, dường như Mi Ji đã có một quyết định khác, cô lựa chọn ở lại. Cô muốn ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Cuối cùng cô cũng chọn lựa tha thứ cho mẹ mình. Bà trên máy bay sau khi biết con gái đã tha thứ cho mình, thì rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Có lẽ đây sẽ là cái kết đẹp cho bộ phim. Cuối phim, hai người lướt qua nhau nhưng lại không gặp lại. Số phận đã sắp xếp cho bọn họ dù yêu nhưng lại không thể ở bên nhau. Bộ phim đến đây là kết thúc.